Italy từ 6 giờ đến 8 giờ sáng, Paris từ 3 giờ đến 5 giờ chiều, Sydney từ 11 giờ tối đến 1 giờ sáng. Mở đầu chương trình, xin tất cả chúng ta trang nghiêm tam nghiệp đảnh lễ Tam Bảo. Chúng con xin kính thỉnh Thượng tọa Minh Hạnh từ bi đọc lễ Tam Bảo. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con thỉnh mời sư phụ. Nhất tâm đảnh lễ Đức Như Lai, bậc ứng cúng chánh biến tri minh hạnh túc thiện thể thế gian giải vô thượng điều ngự thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Nhất tâm đảnh lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết thiết thực hiện tiền vượt ngoài thời gian đến để chứng nghiệm hiệu năng hướng thượng trí giả thân chứng. Nhất tâm đảnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn, bậc diệu hạnh, trực hạnh, như lý hạnh, chân chánh hạnh, gồm bốn đôi tám vị đáng nhận lễ phẩm, tặng phẩm, tế phẩm, kính lễ là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu quý Đức Phật Bảo, nguyện cầu Đức Pháp Bảo, nguyện cầu quý Đức Tăng Bảo, xin Tam Bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại thải đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh, người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, biết cho với niềm tin, biết hộ trì giới hạnh, biết lạc trú trong thiền. Chữ thiền đã vân tập, xin tùy hỷ phước lành được các tường như ý, rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thinh văn giác đại lực, nguyện tổng trì uy đức, cầu phúc lành phát sanh. Vậy Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con xin chân thành tri ân sư Thượng tọa Minh Hạnh. Để tiếp tục chương trình, chúng con cung thỉnh Thượng tọa Tuệ Siêu Từ Bi dẫn nhập chương trình hôm nay. Dạ, con cũng thỉnh Thượng tọa. Nam mô Bổn Sư. Kính lễ Đức Phật, kính lễ Giáo Pháp, kính lễ Thiên Tăng. Kính bạch Thế Tôn, kính thưa quý tu nữ và các Phật tử. Chúng ta đi qua trùng bộ kinh bài thứ 51. Một kinh chia làm ba tập. Tập 1 57 kinh, tập 2 57 kinh và tập 3 52 bài kinh. Tổng cộng là 152 bài kinh. Bài kinh thứ 51 là bài kinh đầu tiên trong tập 2. Bài kinh này có tên gọi là Kandaraka. Tên của một vị du sĩ. Vị du sĩ này cùng đi với thanh niên Pesach đến viếng thăm Đức Phật. Và trong bài kinh này, có một vấn đề là Đức Phật lại đề cập đến bốn hạng người, nhưng mà ở đây hôm nay chúng ta chỉ học về
các phân đoạn đầu của bài kinh, tức là sự đối thoại giữa du sĩ Kandaraka với Đức Phật và giữa Thanh Niên Bế Xá với Đức Phật. Du sĩ Kandaraka thì quan hỷ với cái sự yên lặng, yên tĩnh của hội chúng đệ tử Phật và bạch hỏi Đức Phật. Về chư Phật ở trong quá khứ, có hội chúng cũng như vậy không? Còn Thanh Niên Bích Xá thì đã nói lên cái cảm nghĩ của mình. Đức Thế Tôn là vị thầy huấn luyện xuất sắc, đệ tử của Ngài, Ngài đã huấn luyện họ trở thành một hội chúng an tịnh, trong khi Thanh Niên Bế Xá ở bên ngoài thấy cái thế giới loài người rất là rối loạn. Huấn luyện không phải chuyện dễ, và Thanh Niên Bế Xá đã nói lên rủ cấm thai cho loài người và cởi mở thai cho loài thú. Và Đức Phật cũng xác nhận được đó. Rồi Ngài trình bày về bốn hạng người có mặt ở trong đời. Chúng tôi dẫn nhập kéo dài chút xíu để hy vọng là Thượng Tọa Pháp Đăng Nhãn Sư trong ngày hôm nay sẽ rung kịp, nhưng mà cho đến giờ này vẫn chưa thấy có mặt. Vậy thì xin hỏi Thượng Tọa Giác Đẳng, không biết là Thượng Tọa có mặt ở trước máy không, hay là Thượng Tọa Pháp Tân là Đức Pháp Tính, vì nào có thể điền khuyết trong giây lát? Trong khi chờ đợi Thượng Tọa Pháp Đăng vào rừng, Thượng Tọa Pháp Đăng đã vào rừng rồi. Tuy nhiên, chúng tôi không hiểu là vì sao hôm nay Thượng Tọa Giác Đẳng lại bài kinh này cho tách ra làm hai phần, làm hai ngày. Vì cái đoạn đầu cũng không có gì để mà chúng ta bàn hết, chỉ là cái sự tán thán hội chúng an tịnh. Và cái vấn đề thế giới loài người rối ren, chỉ có hai vấn đề đó thôi. Bây giờ thì đã thấy có Thượng Tọa Pháp Đăng vào rung rồi. Xin kính mời Sư Nguyên Thông đọc cho chánh kinh, sau đó xin cùng thỉnh Thượng Tọa Pháp Đăng giảng giải ý nghĩa của bài kinh này. Nam mô Phật Thầy.
Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con tuân lệnh Thượng Tọa, con đọc bài chính kinh hôm nay. Dạ, hôm nay là thứ Tư, ngày 21 tháng 10 năm 2020, Phật lịch 2564, đề tài hôm nay là giáo trình Trung Bộ Kinh Mahasamaya Nikaya. Dịch giả là Hòa Thượng Thích Minh Châu, phân đoạn và chú thích là Tỳ Kheo Giác Đẳng, bài 51, Kinh Kandaraka. Tên bài kinh được đặt theo tên của một du sĩ ngoại đạo là Kandaraka trong một lần đến diễn kiến Đức Phật cùng với kỳ sĩ Pesa. Du sĩ Kandaraka đi theo một cư sĩ đến gặp Đức Phật. Trong câu chuyện từ sự thanh tịnh của tăng chúng, tiếp theo đó là sự so sánh rắc rối vốn dĩ thường có của con người, sau cùng Đức Phật dạy về bốn hạng người ở đời. Thứ nhất là hạng người làm khổ bản thân. Thứ nhì là hạng người làm khổ chúng sanh khác. Thứ ba là hạng người làm khổ cả hai bản thân và chúng sanh khác. Là thứ tư và hạng người không làm khổ mình và cũng không làm khổ người. Bế Xá là con trai của người cuốn niệm voi ở Kampa và cũng đã nối nghiệp cha. Bế Xá là một cư sĩ thuần thành có thực hành pháp tứ niệm xứ. Du sĩ Kandaraka là một du sĩ ngoại đạo chỉ được nhắc đến trong Tam Tạng Kinh một lần ở bài kinh này. Vị này có vẻ rất hâm mộ với sự thanh tịnh của tăng chúng đệ tử Phật. Số 247, ấn tượng đẹp đẽ của một du sĩ ngoại đạo. Vị này rất hâm mộ sự thanh tịnh của tăng chúng và đặt câu hỏi: các bậc đại giác trong quá khứ và tương lai có tăng chúng như vậy hay chăng? Kinh văn: như vậy tôi nghe một thời Thế Tôn ở tại quá trên bờ sông Gangara cùng với đại chúng tỳ kheo, rồi Bế Xá con trai người huấn luyện voi và du sĩ Kandaraka đi đến chỗ Thế Tôn ở. Bế Xá người con trai huấn luyện voi sau khi đến đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên, còn du sĩ Kandaraka nói lên với Thế Tôn những lời hỏi thăm. Sau khi nói lên những lời hỏi thăm thân hữu rồi đứng một bên, du sĩ Kandaraka đứng một bên sau khi nhìn quanh chúng tỳ kheo đang giữ im lặng, thật im lặng, liền bạch Thế Tôn: thật vi diệu thay tôn giả Gotama, thật hy hữu thay tôn giả Gotama. Chúng tỳ kheo này được tôn giả Gotama chân chánh hướng dẫn. Tôn giả Gotama, các vị A-la-hán chánh đẳng giác trong thời quá khứ, không biết quý vị tôn Thế Tôn ấy đã có một chúng tỳ kheo tuyệt diệu như vậy mà quý vị ấy đã chánh hướng dẫn. Tôn giả Gotama, các vị A-la-hán chánh đẳng giác trong tương lai, không biết quý vị Thế Tôn ấy sẽ có một chúng tỳ kheo tuyệt diệu như vậy mà quý vị sẽ chân chánh hướng dẫn. Như nay chúng tỳ kheo được tôn giả Gotama chân chánh hướng dẫn. Số 248, tam thế chư Phật đều có hội chúng thanh tịnh. Trả lời câu hỏi của du sĩ Kakaraka, Đức Phật dạy ba đời chư Phật đều có tăng chúng như vậy. Kinh văn: thật là như vậy này Kandaraka, thật là như vậy này Kandaraka. Này Kandaraka, các vị A-la-hán chánh đẳng giác trong thời quá khứ, những vị Thế Tôn ấy đã có một chúng tỳ kheo tuyệt diệu như vậy mà quý vị ấy chân chánh hướng dẫn. Như nay chúng tỳ kheo đã được ta chánh hướng dẫn. Này Kandaraka, các vị A-la-hán chánh đẳng giác trong thời tương lai, những vị Thế Tôn ấy sẽ có một chúng tỳ kheo tuyệt diệu như vậy mà quý vị ấy chân chánh hướng dẫn. Như nay chúng tỳ kheo được ta chân chánh hướng dẫn. Và giải rằng trong tăng chúng hiện có những bậc đã hoàn tất hành trì tu tập, đang tiếp tục với pháp hành tứ niệm xứ. Này Kandaraka, trong chúng tỳ kheo này có những tỳ kheo là bậc A-la-hán, các lậu hoặc đã tận tu hành thành mãn, các việc nên làm đã làm, đã đặt gánh nặng xuống, đã đạt lý tưởng, đã tận trừ hữu kiết sử, đã được giải thoát nhờ chánh trí. Này Kandaraka, trong chúng tỳ kheo này có những vị tỳ kheo là bậc hữu học, giới luật kiên trì, giới hạnh kiên trì sáng suốt, hạnh nghiệp sáng suốt, sống với tâm khéo an trú bốn niệm xứ. Thế nào là bốn? Ở đây, này Kandaraka, tỳ kheo sống quán thân trên thân, nhiệt tâm tỉnh giác chánh niệm để giúp phục tham mưu ở đời, sống quán thọ, trên các cảm thọ, nhiệt tâm tỉnh giác chánh niệm để nhiếp phục tham ưu ở đời,
sống quán tâm trên tâm, diệt tâm chắc chánh niệm để giúp phục tham mưu ở đời, sống quán pháp trên pháp, diệt tâm tỉnh giác chánh niệm để nhiếp phục tham ô ở đời. Được nghe như vậy, Bế Xá, người con trai huấn luyện voi Bạch Thế Tôn, 249, cảm nhận từ một cư sĩ có hành vi chánh pháp. Cư sĩ Bế Xá bày tỏ niềm hoan hỷ trước lời giảng giải của Đức Phật và thưa rằng bản thân vị này cũng đã thực hành tứ niệm xứ. Kinh văn: thật vi diệu thai Bạch Thế Tôn, thật hy hữu thai Bạch Thế Tôn. Bốn niệm xứ này đã được Thế Tôn khéo trình bày để chúng sanh được thanh tịnh, để sầu bi được vượt qua, để khổ ưu được diệt trừ, để chánh lý được thành đạt, để niết bàn được chứng ngộ. Bạch Thế Tôn, chúng con là hàng tại gia mặc đồ trắng, thỉnh thoảng chúng con sống khéo an trú tâm vào bốn niệm xứ này. Ở đây Bạch Thế Tôn, chúng con sống quán thân trên thân, diệt tâm tỉnh giác chánh niệm để nhiếp phục tham ưu trên đời. Chúng con sống quán thọ trên các cảm thọ, diệt tâm tỉnh giác chánh niệm để nhiếp phục tham ưu trên đời. Chúng con sống quán pháp tâm trên tâm, diệt tâm tỉnh giác chánh niệm để nhiếp phục tham ưu ở đời. Chúng con sống quán pháp trên các pháp, diệt tâm tỉnh giác chánh niệm để nhiếp phục tham ưu trên đời. Với kinh nghiệm trong nghề huấn luyện voi, vị cư sĩ này cảm nhận loài người quả thực phức tạp trong sự suy nghĩ và hành động. Thật vi diệu thai Bạch Thế Tôn, thật hy hữu thai Bạch Thế Tôn. Bạch Thế Tôn, Thế Tôn đã hiểu được hạnh phúc và sự bất hạnh của chúng sanh trong khi loài người sống trong sự rối ren như vậy, trong khi sự cặn bã như vậy, trong sự xảo quyệt như vậy. Bạch Thế Tôn, rối ren thai như loài người. Bạch Thế Tôn, cỡ mở thai như loài thú vật. Bạch Thế Tôn, con có thể nhiếp phục con voi một cách khiến con voi ấy mỗi khi đi hay đến câm bá liền trình bày mọi sự gian dối, giả dối, xảo trá, xảo quyệt. Nhưng Bạch Thế Tôn, những người đầy tớ chúng con, những người phục dịch, những người làm công thân hành họ làm một cách, khẩu hành họ làm một cách khác, ý hành họ làm một cách khác nữa. Từ nhận định như trên, vị cư sĩ thấy Đức Thế Tôn thật là một bậc vô thượng điều ngự. Thật vi diệu thai Bạch Thế Tôn, thật hy hữu thai Bạch Thế Tôn. Thế Tôn đã biết hạnh phúc và sự bất hạnh của chúng sanh trong khi loài người sống trong sự rối ren như vậy, trong sự cặn bã như vậy, trong sự xảo quyệt như vậy. Bạch Thế Tôn, rối ren thai như loài người. Bạch Thế Tôn, cởi mở thai như loài thú vật. Số 250, loài người thật không đơn giản, Đức Phật cũng đồng ý, là nhận định của Bế Xá là hợp lý. Kinh văn: thật như vậy này Bế Xá, thật như vậy này Bế Xá, này Bế Xá, rối ren thai như loài người, cởi mở thai như loài thú vật. Nhưng bậc đại sư nói một cách rõ ràng hơn: này Bế Xá, có bốn hạng người này có mặt ở trên đời. Thế nào là bốn? Ở đây này Bế Xá, có người tự hành khổ mình, chuyên tâm tự hành khổ mình. Ở đây này Bế Xá, có người hành khổ người, chuyên tâm hành khổ người. Ở đây này Bế Xá, có người vừa tự hành khổ mình, chuyên tâm hành khổ mình, vừa hành khổ người, chuyên tâm hành khổ người. Ở đây này Bế Xá, lại có người vừa không hành khổ mình, không chuyên tâm hành khổ mình, vừa không hành khổ người, không chuyên tâm là hành khổ người. Người ấy không hành khổ mình, không chuyên tâm hành khổ mình, không hành khổ người, không chuyên tâm hành khổ người, ngay trong hiện tại, không tham dục, tịch tịnh, cảm thấy mát lạnh, cảm giác lạc thọ, tự ngã an trú vào phạm thể. Này Bế Xá, bốn hạng người này, hạng người nào được ông thích nhất? Bạch Thế Tôn, hạng người tự hành khổ mình, chuyên tâm hành khổ mình, hạng người này tâm con không thích. Bạch Thế Tôn, hạng người hành khổ người, chuyên tâm hành khổ người, hạng người này tâm con không thích. Bạch Thế Tôn, hạng người vừa tự hành khổ mình, chuyên tâm hành khổ mình, vừa hành khổ người, chuyên tâm hành khổ người, hạng người này tâm con không thích. Bạch Thế Tôn, hạng người vừa không hành khổ mình, không chuyên tâm hành khổ mình, vừa không hành khổ người, không chuyên tâm hành khổ người, hạng người không tự hành khổ mình, không hành khổ người,
Ngay trong hiện tại, không có tham dục tịch tịnh, cảm thấy mát lạnh, cảm giác lạc thọ, tự ngã, trú vào phạm thể hạ người này, tâm con thích ý. Này Phế Xá, vì sao ông không thích ba hạng người này? Bạch Thế Tôn, hạng người tự hành khổ mình, chuyên tâm hành khổ mình. Hạng người này hành khổ mình, hành hạ mình, trong khi tự ao ước lạc, nhàm chán khổ, do vậy tâm con không thích. Hạng người này, Bạch Thế Tôn, hạng người hành khổ người, chuyên tâm hành khổ người. Hạng người này hành khổ người khác, hành hạ người khác, trong khi người khác ao ước lạc, nhàm chán khổ, do vậy tâm con không thích. Hạng người này, Bạch Thế Tôn, hạng người vừa hành khổ mình, chuyên tâm hành khổ mình, vừa hành khổ người, chuyên tâm hành khổ người. Hạng người này hành khổ, hành hạ mình và người khác, trong khi mình và người khác ao ước lạc, nhàm chán khổ, do vậy tâm con không thích. Tâm con không thích ý hạng người này. Nhưng Bạch Thế Tôn, người vừa không hành khổ mình, không chuyên tâm hành khổ mình, vừa không hành khổ người, không chuyên tâm hành khổ người. Hạng người này không hành khổ mình, không hành khổ người, ngay trong hiện tại không tham dục, tịch tịnh, cảm thấy mát lạnh, cảm giác lạc thọ, tự ngã trú vào phạm thể, do vậy tâm con thích ý hạng người này. Bởi vậy xin từ biệt vì bận việc. Và này Bạch Thế Tôn, chúng con phải đi, chúng con có nhiều công vụ, có nhiều công việc phải làm. Này Pê Xá, ông hãy làm những gì mà ông nghĩ là hợp thời. Này Pê Xá, con trai người huấn luyện Doi hoan hỷ tín thọ lời Thế Tôn dạy, từ chỗ ngồi đứng dậy đảnh lễ Thế Tôn, thân phía bên hữu hướng về ngài rồi ra đi. Rồi Thế Tôn sau khi Pê Xá con trai người huấn điện Doi ra đi không được bao lâu, liền nói với các tỳ kheo. Số 251, vuột mất cơ, một cơ duyên tốt. Khi cư sĩ Pê Khá đi rồi, Pê Xá đi rồi, Đức Phật nói với chư tỳ kheo, nếu vị này không bận việc đi, sớm hôm sẽ có được thành tựu theo sứ giả. Nếu Pê Xá ở lại lâu hơn sẽ chứng quả được Tu Đà Hoàng. Vì vậy vị này cũng đã tăng trưởng niềm tin kiên cố ở Tam Bảo và được trợ duyên lớn trong sự tu tập thiền quán. Kinh văn: Này chư tỳ kheo, Pê Xá con trai người huấn luyện Doi là bậc có trí. Pê Xá, người con trai huấn luyện Doi, là người có đại trí tuệ. Này các tỳ kheo, nếu Pê Xá con trai người huấn luyện Doi ngồi thêm một chút nữa, cho đến khi ta phân tích rộng rãi hơn bốn hạng người này, thời anh ta sẽ thâu đạt được nhiều lợi ích. Tuy vậy này các tỳ kheo, Pê Xá, người con trai huấn điện vô này như vậy cũng đã thâu đạt được nhiều lợi ích. Bạch Thế Tôn, nay đã đến thời, Bạch Thế Tôn, Bạch Thiện Thệ, nay đã đến thời để Thế Tôn phân tích rộng rãi hơn bốn hạng người này. Sau khi nghe Thế Tôn, các tỳ kheo sẽ thọ trì. Vậy này các tỳ kheo, hãy nghe và khéo tác ý, ta sẽ giảng. Thưa vâng Bạch Thế Tôn. Các tỳ kheo vâng đáp Thế Tôn, và Thế Tôn nói tiếp sau: Kính thưa đạo tràng và kính thưa sư phụ, con đã đọc xong bài 251 theo lời giảng, và con xin trao mai lại cho thượng tọa Pháp Đăng để con cung thỉnh sư phụ Pháp Đăng từ bi giảng giải bài kinh hôm nay. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con thỉnh mời thượng tọa Pháp Đăng từ bi cầm mic để giảng giải bài học hôm nay. Con thỉnh mời sư phụ Pháp Đăng. Alo. Dạ. Cảm ơn quý vị. Quý vị đã cho biết rằng đã nói rõ. Thì quý vị thấy rằng Đức Thế Tôn, vị thiên nhân chi đạo sư xuất hiện ở đời, đã khéo huấn luyện một cái hội chúng của Đức Phật. Mà cái hội chúng này đó thì gọi là tăng bảo, một cái hội chúng gọi là khéo léo để tu tập. Vì ở trong quá khứ, ở trong nhiều kiếp luân hồi, các vị này đã khéo tu tập từ những đức Phật. Thì chúng ta thấy cũng như là Ba Hy Giá, Bút Cú Sa Tý, hoặc là Đao Vũ Tổ Nanh Đồng, những người đó đã từng là đệ tử của Đức Phật Ca Sa Bá.
trong cái thời kỳ năng nổ hành trì, là leo lên đỉnh núi rồi xô cái thang, rồi quyết lòng hành trì mà những cái pháp mà Đức Phật này dạy, thì chúng ta thấy rằng đối với cái thiền quán thì bốn niệm xứ là cái căn bản của những cái vị tỳ khưu thực hành. Thì chúng ta thấy rằng một cái hội chúng mà đã như vậy, và Đức Thế Tôn là một bậc đạo sư đã khéo mà tu tập trong vô lượng kiếp để trở thành một vị chánh đẳng chánh giác, nên khi mà mình là người Phật tử đó, nếu mà thật sự là cái người Phật tử, thì chúng ta thấy những cái sứ quốc giáo đó, những cái sứ quốc giáo thì họ, đối với họ đó, xương máu sự sống của họ đó là tôn giáo. Họ không bao giờ giống như là cái người Việt Nam của chúng ta. Người Việt Nam chúng ta thì theo tôn giáo vì chúng ta không hiểu, nên chúng ta theo tôn giáo nào cũng được. Có nhiều người nói rằng đạo Cao Đài, Hòa Hảo, Tinh Lành, Thiên Chúa, hoặc là đạo này đạo kia đó, đạo nào cũng tốt hết. Chính vì chúng ta nhận diện một cái cách nhận diện như vậy đó, nên chúng ta không thể nào mà lãnh hội được cái sự hy hữu, vị tăng hữu của Đức Phật hay là của tăng chúng, là những cái vị ngay trong cái thời kỳ của Đức Phật. Thì vì chúng ta biết rằng cái bài học này đó, như là lời của Thượng tọa Tệ Siêu nói, cái bài học này chỉ nói về cái giới thiệu về cái người cư sĩ này và giới thiệu về cái hội chúng của Đức Phật và Đức Thế Tôn thôi. Nên đó, nói về bốn cái cách hành trì đó thì chúng ta sẽ chỉ nói phớt qua, rồi chúng ta sẽ chừa lại cho một cái buổi giảng chuyên sâu về cái vấn đề này. Nói như vậy để chúng ta thấy rằng những cái người mà Phật tử đó, mà khi mà họ hiểu được, nhất là họ nghe những cái bài pháp này và họ có cái hành trì như là Bách Xá hay là những cái người cư sĩ mà ngay cái thời kỳ mà gặp được Đức Thế Tôn, và người đó có mắt có tai, mắt thấy tai nghe đó, mà có cái tâm suy tư, và những người này đó đã thấy được trong cái chánh pháp này thật sự là khéo hành trì và thật là khó để mà có một cái hội chúng như vậy. Nên cái vị này mới đặt cái câu hỏi là không biết trong quá khứ hay là trong tương lai những cái vị chánh đẳng chánh giác có được một cái hội chúng như vậy không, như là cái hội chúng của Đức Phật Gotama trong hiện tại. Nói như vậy thì chúng ta thấy không phải chỉ là Bích Xá này, chúng ta còn nhớ vua A Xà Thế lúc mà đi viếng Đức Thế Tôn, đi viếng do Lương Y Kỳ Bà, ổng giới thiệu một cái tôn giáo mà muốn cho A Xà Thế đi biết cái tôn giáo này là Đức Phật, hay chúng ta gọi là Phật giáo. Và khi mà ông đi vào một cái khu rừng đó, không nghe một cái tiếng người, mà hàng bao nhiêu ngàn vị tỳ khưu ở trong một cái khu rừng mà không nghe tiếng đàn hắn, không nghe những cái sự mà làm mà tạo ra những cái âm thanh ồn ào. Quý vị cứ nghĩ đi, thường thường thì chúng ta thấy ở đâu có vài ba người đó, mình sẽ thấy nó ồn ào kinh lắm. Nhưng mà một cái hội chúng mà mấy ngàn vị mà không có một cái tiếng ồn, quả thực là đánh động vào cái lương tâm, đánh động vào cái tâm thái của cái người đó. Vì thật sự là chúng ta biết rằng khi mà ở trong đời này thì không có một cái hội chúng nào. Chúng ta thấy rằng khi mà Đức Phật này giới thiệu về cái hội chúng của Đức Phật đó, thì những cái người du sĩ họ cũng đã nhận diện được điều này. Khi mà những người cư sĩ mặc áo trắng như là cư sĩ Isidatta đó tới đó, thì những người ngoại đạo họ cũng nói rằng chớ có làm ồn, chớ có nói ồn, chớ có bàn luận phím sự, vì những cái người cư sĩ này là đệ tử của Sa môn Gotama. Những người này thích cái sự yên tĩnh, thích cái sự độc cư yên tĩnh. Nếu mà mình giữ được cái sự yên tĩnh đó thì các cái vị đó sẽ đến, và các vị đó sẽ giống như là đến rồi có cái lòng tin với mình vậy đó. Thì chúng ta hiểu như vậy. Thì chúng ta thấy rằng rất là nhiều những cái bài kinh chúng ta được nghe những cái người du sĩ, cho đến vua chúa, cho đến những người cư sĩ như là Bích Xá, con trai cái người Quý Lị Doi này. Nên chúng ta mà muốn đưa đến cái sự giác ngộ giải thoát, bởi vì quý vị biết rằng
Thì chúng ta cũng được nghe chư Tăng nói rằng mình tu không phải là dễ để mình đạt được cái sự thanh tịnh đâu quý vị. Bởi vì chúng ta cũng thấy chư Phật á, có những Đức Phật Bí Bách Si, Đức Phật Xí Khi đó, không cần đặt ra cái điều luật mà chỉ cần ở trong rừng thôi. Chúng ta thấy, chúng ta nghe cái khu rừng mà rừng sừng bò, cái rừng sương mù đó, hay là chúng ta gọi là rừng người mù đó, thì hồi xưa thời kỳ Đức Phật, các Đức Phật đó, thì những cái khu rừng như vậy đó là những cái vùng giáo giới. Người nào mà không có tâm không yên tĩnh đó, cái tâm mà không có yên tĩnh không thể nào vào trong rừng mà ở nổi quý vị. Thì hôm trước chúng ta cũng đã học với những cái bài kinh nói về vấn đề này rồi. Chúng ta chỉ cần đem cái tâm suy tư chút xíu nữa để chúng ta thấy được những cái sự đặc thù, hay là cái sự mà gọi là đặc biệt, cái sự mà cao quý đối với Đức Phật và hội chúng tăng già, và cái chánh pháp mà Đức Phật thuyết giảng đó, chư tăng đã khéo hành trì ở trong một cái thời gian dài cho đến bây giờ, chứ không phải là dễ dàng đâu quý vị. Bởi vì khi mà chúng ta là một cái người mà chúng tôi cũng thường nói những người Phật tử đó, mà chúng ta mà muốn gặp được Đức Phật đó, đây là những cái nhân duyên mà chúng ta phải kiên trì luyện tập, kiên trì luyện tập tác ý đến Đức Phật và chánh đẳng chánh giác, tác ý đến một cái hội chúng như vậy, để chúng ta đặt trọn cái lòng tin và niệm tưởng mà thường thì gọi là niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng á. Chúng ta niệm ba ngôi Tam Bảo để làm gì? Để chúng ta càng tịnh tín hơn nữa đối với cái hội chúng này. Và chúng ta có gặp những sự trở ngại đó, chúng ta có gặp sự trở ngại, thì chính cái sự trở ngại nhỏ nhoi đó, nó không có cản trở được chúng ta. Dù là chúng ta có gặp được các cái vị tỳ khưu mà phóng túng hay dễ vui, thì mình cũng có lòng tịnh tín. Mình biết rằng những cái vị này chưa thật sự là khéo hành trì, nên cái sự vụng về trong con đường tập. Chứ thật sự cái hội chúng của Đức Phật á, là một cái hội chúng thanh tịnh. Đức Thế Tôn là bậc đại giác, bậc đại thanh tịnh. Để gì? Để làm gì? Để chúng ta thấy rằng á, khi mà Đức Phật á, Ngài cũng có nói trong Tăng Chi Bộ Kinh á, nếu một người nào đó gặp một vị tỳ khưu nào, khi mà chúng ta khởi lòng tin đối với vị tỳ khưu đó, đó, khi mà chúng ta lâm chung đó, trước lúc mà mạng chung đó, chúng ta chỉ cần nhớ đến cái vị tỳ khưu đó thôi, thì chúng ta dễ dàng sanh lên cõi trời. Tại sao vậy? Vì cái điều này muốn nói đến dễ dàng sanh lên cõi trời, Đức Phật đã nói như vậy đó. Nhưng mà chính cái bản thân của vị đó, đó phải tự huấn luyện, huấn luyện cái tâm của mình. Khi mình đối diện với cái hội chúng hiện tại, và mình sẽ suy nghĩ cho thấu đáo, cái hội chúng hiện tại này đang hành trì cái pháp cao quý, nhưng mà rồi cái sự hành trì đó, đó nó không phải dễ dàng. Vì đối với cái người mà tâm còn phàm phu đó, thì nó có lúc bình lặng, lúc mình gọi là lúc mất thăng bằng, cái tâm thăng bằng và mất thăng bằng. Những vị đó thăng bằng là cái lúc mà cột tâm được vào bốn niệm xứ. Nhưng mà khi mất thăng bằng á, là cái vị đó, đó cái tâm không cột được vào trong bốn niệm xứ, xa rời bốn niệm xứ đó, nên cái tâm nó mất thăng bằng. Có nghĩa là lúc dày lúc khác á, nghĩa là lúc thiện lúc bất thiện. Thì chúng ta phải hiểu như vậy. Nhưng mà vị này là cái người đang tu tập và đang cố gắng hành trì để làm cho cái sự thanh tịnh này, để mài dũa cái hạnh nguyện của mình. Như vậy đó, chúng ta phải hiểu như vậy đó, thì chúng ta mới nhìn một cái cách tổng thể. Nếu mà chúng ta mà cái người cư sĩ đó, mà chúng ta không có một cái hiểu biết đúng đắn đó, thì chúng ta cũng dễ bị những cái trở ngại từ mắt thấy tai nghe. Khi mình nghe người ta nói về một vị nào đó, thì tự nhiên mình mất lòng tin đối với những vị tu hành. Điều này là một cái sự sai lầm rất là to lớn, một cái sự nguy hại, mang lại nhiều cái nguy hại cho bản thân của mình, cho quyến thuộc của mình, cho bạn bè của mình, cho những người mình gặp và mình nói chuyện. Vì sao? Vì thường thường chúng ta biết rằng ấy, ít nhiều đó, bà con quyến thuộc, anh em của chúng ta đó, nếu mà chúng ta khéo hiểu biết đó, khéo trình bày đó, thì những người này càng lâu đó họ hiểu thật lòng, họ hiểu một cách chân thật. Là một người huấn luyện tâm đó thật sự là không phải dễ. Họ phải huấn luyện liên tục, không có ngừng nghỉ.
Nhưng mà lúc nào mà họ không có tác ý huấn luyện tâm đó, thì họ lại không có trụ vững cái tâm của họ. Nên cái tâm họ bị biến động bởi danh, bởi lợi, bởi này, bởi kia đó, nó bị biến động. Nhưng mà chúng ta hiểu rằng những vị này đã tu tập và chúng ta hãy cố gắng hộ trì cho vị này, để cho vị này có cái sự suy nghĩ, có cái sự suy nghĩ khi mà mình chưa có còn cái tâm mình được, mà mình nhận cái vật thực của người khác đó, mình suy nghĩ coi Đức Phật ngày dạy mình nhận vật thực của người khác, bốn món vật dụng đó mình phải quán tưởng, mình đã quán tưởng chưa? Và nếu mình quán tưởng đó, mình thấy mình có xứng đáng hay không? Nếu mà mình là cái người tu đó mà thấy giới luật của mình không nghiêm túc, bán lại đó, thì mình thấy mình cũng hổ thẹn. Vì những cái người nam nữ cư sĩ này có một cái lòng tin đối với cái hội chúng thanh tịnh, mình hãy cố gắng làm cho mình thanh tịnh. Đó là cái điều mà chúng ta có thể làm được. Và khi mà chúng ta làm đúng thì chính cái tâm của chúng ta đúng, cái tri kiến chúng ta đúng, đó là chánh kiến và chánh tư duy đúng. Bởi vậy chúng ta không dễ gì hiểu được cái chánh kiến và chánh tư duy toàn diện. Toàn diện ở đây là muốn nói đến chúng ta quyến huấn luyện cái tâm của mình đối với cái hội chúng, mà mình gọi là chánh kiến, là hiểu đúng đắn. Từ một người phàm mà chuyển sang thánh đó, đó là một cái thời gian tu tập, nó không phải như là tình cờ mà thình lình mà ngộ đạo đâu, nó không phải vậy. Nó phải trải qua những cái thời gian văn tuệ, rồi tư tuệ, rồi tu tuệ, chứ không phải là bình thường đâu quý vị. Bởi vì quý vị thấy không, văn tuệ là một cái chánh pháp mà được Đức Phật thuyết giảng, chúng ta khéo học thôi. Chúng ta khéo học. Bây giờ chúng ta khéo hành trì là gì? Chúng ta phải dùng cái tư tuệ, là chúng ta luôn luôn có chánh niệm tỉnh giác đối với các pháp, chứ không phải là đơn giản đâu quý vị. Bởi vậy Đức Phật này nói rằng chánh niệm nó có bậc thực đó. Cái gì là bậc thực của chánh niệm? Đó là chính là các pháp. Các pháp á, các pháp á, cái nghĩa là tất cả các pháp mình đều phải chánh niệm hết. Đó là cái căn bản. Vì nếu mình chánh niệm á, trong thiện hay bất thiện đó, thì chúng ta cũng thể hiểu được. Như là chúng ta thấy chúng ta hay nghe về duyên đó, bất thiện trợ thiện bằng cảnh duyên, hoặc là bất thiện trợ bất thiện bằng cảnh duyên, hoặc là thiện trợ thiện bằng cảnh duyên, vô ký trợ thiện bằng cảnh duyên, vô ký trợ vô ký bằng cảnh duyên, là vô ký trợ bất thiện bằng cảnh duyên. Nói như vậy á, khi mà chúng ta học nhiều pháp á, mà nếu mà chúng ta hiểu được á, tại sao gọi là vô ký trợ thiện, thì chúng ta biết rằng những cái tâm nhãn thức nhĩ thức đó là những cái tâm thuộc tâm vô nhân. Và những cái tâm vô nhân này đó, nếu mà mình không khéo tu tập, không khéo mà hướng tâm đó, thì nó sẽ sanh lên bất thiện. Bởi vì khi mà chúng ta thấy khai ngũ môn, rồi tiếp thâu, rồi quan sát, rồi đoán định là lộ ý rồi, đó thì tới động lực. Động lực nơi đây là động lực bất thiện hay động lực tham sân si. Còn khi mà chúng ta khéo nghe đó, thì chúng ta sẽ thấy vô ý trợ cho bằng cảnh duyên. Có nghĩa là những cái này là nhưng mà mình khéo suy nghĩ, mình khéo tác ý, vì một cái vị mà thanh tịnh, một cái hội chúng thanh tịnh đó đạt được cái đạo quả đó, đó là một cái quá trình tu tập mà Đức Phật ngày đã thuyết giảng, và vị này đã khéo nghe luôn quý vị, đã khéo nghe rồi, mà chúng ta nghe rồi đó, nhưng mà chúng ta làm còn trật vuột. Nên chúng ta phải hiểu rằng một cái người đã khéo nghe rồi nhưng mà họ hành trì nó còn trật vuột, có nghĩa là chúng ta thấy vì cái chánh niệm đối với các pháp mà vị này có lúc thiếu cái chánh niệm trong những cái pháp bất thiện, nên cái vị này có cái sự dễ vui. Chúng ta là cái người Phật tử đó, chúng ta phải có một cái hiểu biết như vậy. Vì sao vậy? Vì chánh kiến là bản thân của chúng ta. Vì cái chánh kiến đó, nó là do cái sự hiểu biết đúng đắn với cái giáo pháp của Đức Phật, với cái lời dạy của Đức Phật. Mình đừng có vội vàng quá mức độ, mình đừng có đánh giá một cách hời hợt, và chúng ta hãy suy xét, hiểu một cách toàn diện, thấy được cái quá trình nó hành trì đó. Một cái quá trình đó rất là gian nan, và cái sự hành trì đó nó còn có một cái thời gian rất dài, nên cái vị đó phải hiểu được như vậy, để rồi vị đó có một cái lập tâm, dù là bao nhiêu cái chông gai chướng ngại, dù là khó khăn đến rất là khó khăn, mà được so sánh như là loài người và loài thú quý vị. Nên quý vị thấy rằng loài người đó thì cái tâm chúng ta và cái cảnh hiểu biết chúng ta nó đa dạng hơn. Còn loài thú thì nó đơn thuần hơn quý vị. Ví dụ chúng ta thấy loài thú mà nó đói rồi mình thả ra ăn thôi, nhưng mà loài người của mình á,
khi mình ăn rồi đó, mình lựa cái đồ ăn này, mình lựa cái đồ ăn kia. Ví dụ chúng ta thấy voi đó, thả ra thì đi kiếm đồ ăn thôi. À, nhưng mà chúng ta có thể là vừa kiếm đồ ăn mà vừa biến chế đồ ăn, rồi vừa để dành đồ ăn, vừa có một cái cách đủ thứ để hưởng thụ hết. Từ cái loại này mình chúng ta biến chế thành cái loại kia chúng ta ăn như vậy. Nên chúng ta thấy như là cái loại người mà lúc phước, loại người còn đó, cái sự lười biếng không có đó, ta đi ngắt lúa ăn đó, thì buổi sáng mình ngắt lúa thì chiều hôm trước đó lúa nó mọc và tới sáng nó chín. Còn nếu mình ăn lúa buổi chiều đó thì buổi sáng nó mọc và chiều nó chín. Nhưng mà vì con người ta nghĩ đó, ta nghĩ sai mà ta thấy là hay, cái người này đủ người kia đi bắt lúa ăn đó, thì cái người kia mới đi bắt lúa, người đó suy nghĩ rằng sao mình ngu quá ha, mình không bắt lúa cho hai ngày ăn, rồi đi bắt lúa cho hai ngày ăn. Khi mà bắt lúa cho hai ngày ăn đó thì cái về nhà đó người đó để dành phần lúa. Thì cái người kia đó mỗi ngày đi bắt lúa, đi ngang nhà người này mới hỏi người này, thì người này nói rằng này bạn, hôm qua đó tôi bắt lúa cho hai ngày ăn, nên bây giờ ngày hôm nay tôi không cần bắt lúa, tôi ở nhà tôi đi chơi cũng được. Chính đó, vì cái tâm chúng ta đó là mình lười biếng, thay vì công việc mình phải làm mỗi ngày như vậy đúng theo cái thiền pháp, đúng theo cái cách như vậy đó. Nhưng mà mình lại nghĩ cái sự lười biếng, mình tự nghĩ cho mình là thông minh, mình bứt lúa cho hai ngày ăn. Rồi cái người kia khi nghe người này đó, là người kia cũng không có nhận định được. Và người kia cũng suy nghĩ tại sao mình không bứt lúa cho 4 ngày ăn, 8 ngày ăn, 16 ngày ăn, 32 ngày ăn. Rồi cuối cùng lúa nó mọc lên những cái lớp để bảo vệ cái hột lúa, thay vì lúa lúc trước đó thì mình ngắt mình ăn như vậy thôi. Bây giờ nó phải có một cái lớp để, vì chúng ta thấy rằng những cái loài nào đó mà khi mà rời khỏi cái thân cây của nó rồi đó, nó cần phải có sự bảo quản quý vị. Mà thường thường bây giờ chúng ta thấy rằng những cái loại nào mà bảo quản, dù là trái cây hay là dù là vật thực ngũ cốc rồi đó, những cái sự bảo quản nó đều có độc tố hết quý vị. Chúng ta thấy, chứ nếu mà chúng ta hiểu được tại sao mà ở trong cái bài kinh Khởi Bổn Nhân Thế đó, loài người mà đi bứt lúa ăn đó, thì mỗi ngày đi bứt lúa ăn như vậy đó, thì lúa đó ăn nó ngon và nó không có này kia nọ, nó hoàn toàn tốt đẹp. Nhưng mà khi người ta lười biếng, người ta nghĩ cho hai ngày ăn đó, và người kia khi nghe người này rồi đó thì nghĩ cho 4 ngày ăn, 8 ngày ăn, 16 ngày ăn, thì lúa đó lúc bây giờ nó mọc không đủ nữa quý vị. Tại sao vậy? Do lòng tham con người, vì lòng tham con người khởi lên đó, muốn bứt lúa mà để dành ăn như vậy. Đây là cái điều mà tại sao chúng ta đọc tất kinh đó, chúng ta lại không có suy nghĩ thì chúng ta không biết được. Nhưng mà khi chúng ta đọc tất kinh, chúng ta thấy thời kỳ là người bứt lúa ăn đó, mà họ tự suy nghĩ như vậy. Tự suy nghĩ và họ nói lên người kia, thay vì biết cái người này nói lên như vậy là người lười biếng và nó sẽ có hiểm họa, nhưng mà người kia lại không nghĩ như vậy. Người kia tự bứt cho 4 ngày ăn, 8 ngày ăn, 16, 32 ngày ăn, rồi cuối cùng lúa nó không còn mọc đủ nữa quý vị. Bởi vì thường thường quý vị biết rằng những cái điều này rất là tế nhị, cần phải có cái sự suy nghĩ, chúng ta mới thấy được cái tâm tư của con người nó rối ren lắm, nó không giống như cái tâm tư của những loài. Và chúng ta cũng thấy ở trong một cái câu chuyện bổn sanh mà chúng ta cũng muốn nói quý vị đó, những con voi nó ăn cỏ đó, nó ăn cỏ rồi cỏ nó lên đó, cái cỏ nó rất là ngon ngọt. Như là trong cái câu chuyện mà Đức Bồ Tát với Đẹp Đa mà đi buôn đó, Đẹp Đa nghĩ rằng đi trước đó mình là voi của mình được, ngựa của mình đó, ngựa xe ngựa bò của mình nó được ăn cỏ là nó mọc tốt như vậy. Nhưng mà Đức Bồ Tát ngày nói rằng cái người trưởng đoàn nó không có khôn ngoan, vì thường thường cái thân cỏ mà nó mọc dài như vậy đó, nó không có tốt bằng cái cỏ mà mới vừa cắt rồi mới luống lên đâu, nó tốt hơn, nó mềm và nó ngon hơn. Nhưng mà cái người kia, cái người mà dẫn 500 cái đoàn thương buôn đó, ngu si đó, không có suy nghĩ được điều đó. Những cái người đi trước phải đào giếng, rồi phải làm đường, đắp đường. Người đi sau thì đường xá có sẵn, giếng cần phải đào thì họ đào. Bây giờ mình đi sau, mình sẽ có nước, mình múc, mình uống. Rồi người ta tới định giá cắt cổ, nhưng mà người ta bán như vậy đó, thì nhiều người phàn nàn. Nhưng mà khi mà họ đi qua rồi đó, mình đi tới mình bán á, thì họ đã bán trước rồi, mình có thể bán rẻ hơn á, người ta vẫn ca tụng mình và người ta không thấy khó khăn đối với mình. Còn khi mà mình định giá mình bán đó, thì người ta sẽ nói mình bán rất là mắc.
Đây là những cái điều mà trong kinh Bổn Sanh mà chúng tôi đọc á, chúng tôi có cái sự suy tư và chúng tôi tìm được những cái lý pháp mà chúng tôi những dịp này chúng tôi muốn nói cho quý vị nghe. Như vậy, như vậy thì chúng ta thấy rằng á, cái điểm mà một cái người như là ông cư sĩ Bết Xá đó và cái người Khanh Đá Đa Cá đó đến gặp một cái hội chúng của Đức Phật, và khi gặp cái hội chúng đó đó thì trong tâm tư của ông đó tràn đầy, và chúng ta cũng biết rằng ông đó là một người có suy tư về bốn niệm xứ. Ông mà nếu mà ngồi nghe một chút xíu Đức Phật dạy đó, ông có thể đắc đạo quả Tu Đà Quần. Thì chúng ta thấy rằng đắc đạo quả Tu Đà Quần không dễ đâu quý vị, đâu phải là dễ đâu. Là một người đầy đủ những cái pháp thiện, những cái ba la mật nên mới được cái sự lợi lạc này. Nhưng mà rồi chúng ta cũng biết rằng sau này Bết Xá cũng sẽ đạt được thôi. Tại vì trong cái tâm tư đó, lần này không có chịu ngồi nghe, nhưng mà rồi lần sau đó mình sẽ thấy thiếu sót vấn đề này. Chúng ta thấy điểm điển hình như là những cái câu chuyện những vị thiên nữ sanh lên cõi trời đó. Vì mà làm phước rồi không chịu nghe pháp á, nhưng mà khi sanh lên cõi trời đó, thấy những người mà làm phước cúng dường mà nghe pháp đó, họ thù thắng hơn. Và những vị thiên nữ này mới nói rằng đây là cái điều mà hối hận. Lúc mà Ngài muốn thuyết pháp mà con lại nó không bận, con chỉ cúng dường đặt bát cho Ngài thôi, chứ con không có chịu ngồi nghe pháp. Đây là một cái thiếu sót của con, và con sanh về cõi trời con thấy con không có bằng những vị chư thiên khác. Vì đây là những cái điểm mà chúng ta cũng cần phải có một cái sự suy tư. Bởi vì Bết Xá đó là một người đến một người có cái sự suy tư về cái hội chúng của Đức Phật, có cái sự suy tư về cái nền giáo dục đại tài của Đức Phật, nhưng mà rồi không chịu ngồi nghe, hoặc là do cái công việc bận biểu, cái việc mà phải làm đối với người huấn luyện nên đã không có ngồi để mà ráng để mà nghe Đức Phật để phân biệt về bốn hạng người này với những cái pháp niệm xứ. Nhưng mà chúng ta thấy rằng ở cái điểm mà một cái người cư sĩ đó, chúng ta cần phải có một cái sự nhận diện hiểu biết để chúng ta có thể là Bết Xá, con trai người huấn luyện voi. Tại vì thường thường quý vị biết rằng Đức Phật đó, Ngài mà tán thán một người nào đó, không phải là Ngài không có suy tư về người đó, không phải là Ngài không có hướng tâm về cái khuynh hướng của người đó, mà Ngài đã hướng tâm, Ngài biết được cái khuynh hướng của người đó. Và khi Ngài khen Bết Xá đó, là một cái người khôn ngoan, một cái người mà có hành trì đó, thì chúng ta hiểu rằng đó, với tâm của Đức Phật biết được tâm của Bết Xá như vậy. Và Đức Phật Ngài nói như vậy đó, thì quý vị biết rằng khi mà Ngài nói như vậy đó, thì chúng ta biết rằng đối với chư thiên hay loài người đó, họ rất là quan nghĩ với những người mà được Đức Thế Tôn Ngài nhắc đến. Tại sao vậy? Không phải là Đức Phật Ngài nhắc tới, nên thường thường quý vị thấy trong kinh mà chúng ta thường nghe đó, khi mà Ngài nhắc đến một vị nào đó, thì vị đó đó là có một cái nỗ lực rất là nhiều, cái hạnh nguyện của người đó có một cái chiều sâu, và Đức Phật Ngài muốn hội chúng này sẽ có cái người kế thừa giống như vậy quý vị, có một cái người phát tâm giống như vậy để hành trì, để phát nguyện ở trong tâm, mà phát nguyện ra lời này, để được Đức Phật thọ ký. Ở trong tương lai sẽ có những cái người cư sĩ đặc thù như là bà Quy Sắc Khoa hoặc là ông Cấp Cô Độc, nó không phải là đơn thuần như là chúng ta hiểu đâu, nó không phải như vậy đâu quý vị, là một cái sự hiểu biết, một cái sự suy tư rồi đặt cái trọng tâm của mình để trở thành những cái vị đệ tử đặc thù ở trong tương lai, chứ không phải là người nào muốn cũng được đâu, không phải vậy. Mình nói rằng cái tâm của người đó hướng tới, và cái tâm của người đó có cái trọng tâm, có đặt cái đó là cái điều quan trọng. Nên chính vì điểm đó, đó nên đó, chúng ta cần phải có một cái sự hiểu biết như vậy đó, thì chúng ta mới thấy và chúng ta mới vượt qua được những cái khó khăn ở trong cái đời sống này. Bởi quý vị thấy có nhiều những cái chuyện mà người ta nói về bất mãn một cái vị tu sĩ nào đó mà họ cải đạo, bất mãn một cái việc làm nào đó mà họ bỏ cái con đường cao quý, thì chúng ta hiểu được tại sao vậy. Tại vì cái bất thiện nó trở bất thiện bằng cảnh duyên, do cảnh sắc là thấy, hoặc là do cảnh thinh là nghe, người ta nói về một vị tỳ khưu đó mà người này đã không còn cái lòng tin nào quý vị. Những lòng tin chưa sanh đối với họ đó, nó không sanh được. Những lòng tin đã sanh rồi nó cũng chết đi với cái thời gian. Vì thường thường chúng ta biết lòng tin nó phải có cái trí tuệ. Nếu mà lòng tin nó không có trí tuệ đó, lòng tin nó có thể rất là muội lược,
cái lòng tin nó cũng rất là dễ tan rã. Nó giống như sương buổi sáng mà khi mặt trời mọc lên nó sẽ tan đi. Mà lòng tin có trí tuệ rồi đó thì cái lòng tin này nó không có đơn giản nữa quý vị. Lòng tin có trí tuệ đó thì chúng ta cũng hiểu là cái tuệ văn và cái tuệ tư đó. Cái tuệ tư là cái tuệ suy tư về ân đức Tam Bảo. Cái sự suy tư về cái quá trình ở trong cái đời sống luân hồi từ phàm sang thánh. Cái sự suy tư đó nó không có đơn giản đâu quý vị. Thật sự là một cái sự suy tư mà nó dẫn đến cái đạo lộ giác ngộ giải thoát. Một cái sự suy tư mà để Đức Phật Ngài tán thán như là một người cư sĩ Bích Xá đó, nó không phải dễ. Chúng ta thấy cư sĩ Bích Xá đó cũng có sự so sánh và nói lên cái loài người và loài thú. Đâu có phải là một người không có suy tư mà có thể nói được đâu quý vị. Thường thường quý vị biết rằng một người đọc sách đó, họ đọc rất là nhiều sách để hồi để rồi họ nói chuyện. Cũng như vậy quý vị, một cái người đọc rất là nhiều thơ để rồi họ làm thơ. Một cái người học một cái nghề nghiệp gì đó, họ phải nghiên cứu rất là lâu để rồi họ đứng lên họ nói về cái nghề nghiệp đó. Chứ nó không có đơn giản như là chúng ta nhìn qua nghe qua là chúng ta có thể hiểu được rồi chúng ta có thể nói được đâu quý vị. Nó không có đơn giản như vậy. Nếu mà chúng ta không hiểu được cái sự hiểu biết đúng đắn đó thì chúng ta cũng mãi là như vậy thôi. Chứ chúng ta không có lột xác được đâu quý vị. Trừ khi nào á, chúng ta lột xác được đó, là chính cái tri kiến của chúng ta đó, chính là cái chánh kiến và chánh tư duy đó sẽ lột xác chúng ta. Lột xác chúng ta là từ một cái người mà dễ mà buồn vui, dễ bực bội, dễ bỏ tu, dễ là chi nọ. Nhưng mà rồi chúng ta trở thành những cái người kiên trì đối với con đường tu tập đó. Đó là chúng ta được lột xác rồi. Chúng ta lột xác rồi, nên thường thường quý vị thấy không? Phát nguyện trong tâm, phát nguyện ra lời rồi được Phật thọ ký. Mà khi được Phật thọ ký rồi đó thì trở thành cái người nhất định rồi. Chúng tôi muốn nói như vậy đó, để quý vị có cái sự suy tư rằng ông Cấp Cô Độc cái bà Quý Sa Tha đó cũng là được Đức Phật quá khứ thọ ký rồi. Cho đến bây giờ là không có thể ai thay thế cái địa vị đó được, mà chỉ là những người này thôi. Những người này ở trong cái địa vị đó được Đức Phật ngày nói lên đó, nó có nhân duyên, nó có cái nhân quả, nó có một cái sự tu tập, một cái sự hành trì ở trong một cái chiều sâu của nó. Chính cái chiều sâu đó nên cái cây cổ thụ đó nó có cái rễ sâu, nên cái cây cổ thụ đó mới to lớn, nó mới tàn, nó mới loại thú cái gì đó nó ăn, nó cần bóng mát nó ở trong đó, nó cần sự che chắn nắng mưa, nó ở trên cái cây được sự che chắn đó. Thì Đức Phật này nói một cái con người xuất hiện ở đời đó có một cái chiều sâu đó, nó cũng giống như một cái cây mà có cái rễ sâu nó bám xuống để nó chống chọi với bão tố, mà nó giữ gìn che chắn cho những cái loại sống trên cái cây đó, nó cho cái loại đó đó được những cái này được cái kia ở trên cái cây đó được sinh sôi, được sống trên cái cây đó, nó cũng giống như vậy quý vị. Như vậy á, thì ở trong cái bài học này đó, chúng ta cần phải có một cái sự suy tư như vậy đó. Nên chúng ta, bởi thường thường quý vị biết rằng á, con người chúng ta đánh giá một người đó, một cái cách đánh giá hời hợt. Nên thường thường quý vị biết rằng những cái sư quốc giáo đó, như Lào, Thái Lan, thì tất cả những người nam họ đều đi xuất gia hết. Họ sống trong chùa đó, họ thấy sự thiếu thốn trong chùa. Họ sống trong chùa đó, có sự chung đụng ở trong chùa đó, nó sự thiếu thốn. Và họ sống trong chùa đó, họ biết được cái sự thiểu dục tri túc của chư Tăng. Nên đó, mình mới thông cảm được nhiều quý vị. Nên thường thường đó, mình mới động tâm được nhiều. Nên thường thường quý vị biết rằng khi mà chúng ta có dịp đi qua với Thượng Tọa Nhất Đẳng, mà đi qua bên Miến Điện đó, thấy những vị sư đó nhỏ học mà đầu ghẻ không à, mình mẩy ghẻ, một là nước không có vệ sinh, hai là chỗ ở nó không có thuận tiện. Cái chỗ ở đó bao nhiêu người cũng ở chỗ đó hết, nên cái người này bệnh nó có thể lấy cho người kia. Và cái chỗ ở chật chội như vậy đó, mà những vị này muốn sống trong đó để làm gì? Để học lời dạy của Đức Phật, để suy tư lời dạy của Đức Phật, để rồi mới mốt bước ra đời hoằng hóa độ sanh với cái kiến thức Phật Pháp. Với cái sự gian nan truân chuyên mà lúc mình ở trong chùa họ phải có như vậy. Nên thường thường quý vị biết rằng tại sao những người Campuchia, người Lào, người Miến Điện, người Thái Lan đó, họ gắn bó với đạo Phật. Vì sao vậy? Vì họ có tu trong đạo Phật. Những người vợ của họ đó là những người cư sĩ biết hộ trì,
Rồi những cái vị tu gieo duyên một thời gian họ ra đó, họ cũng nói lên cái hoàn cảnh sống trong chùa khổ lắm, giống như là đi lúc mà thanh niên đi vô quân trường huấn luyện vậy đó, quân trường huấn luyện đổ mồ hôi nước mắt máu và sự gian khổ nên mới có một chiến sĩ anh hùng để chống giặc. Thì cái vị tu sĩ đó ở trong chùa lúc còn nhỏ đó thật sự là khổ. Dù nhiều khi chúng ta cũng vẫn biết rằng Đức Phật đó, ngày thuyết giảng về cái sự bố thí không phân biệt, nhưng mà sự ra thì thường thường chúng ta vẫn biết rằng những người cư sĩ đó họ vẫn có cái tâm cúng dường cho những vị trưởng lão, còn những cái vị mà nhỏ nhỏ đó thì họ có cho, họ cũng không có cho bao nhiêu. Thường thường là như vậy. Nên quý vị thường thấy Thượng Tọa Giác Đẳng hay Thượng Tọa Đệ Siêu hay là Chư Tăng mà đi qua bên bên Miến Điện đó, thấy mấy sư nhỏ, mấy Chư Tăng rất là thương. Tại vì sao? Vì mình cũng suy nghĩ lại cái thở mà mình vào chùa đó, mình còn nhỏ. Mấy vị lớn thì được người ta thỉnh là cúng vậy, chứ còn mình đó, thật sự là rất là ít được ai quan tâm. Nhưng mà mình cũng đã trải qua một cái sự gian nan từ đó, và cái điều này đó nó ở trong tâm của mình, nên mình hiểu được cái hoàn cảnh của Chư Tăng, hoàn cảnh được những vị sư nhỏ ở trong chùa. Nên Đức Phật Ngài vẫn khuyên là cúng dường vô phân biệt, có nghĩa là người tu đó. Nhưng mà chúng ta lại không có tầm nhìn như vậy, quý vị. Chúng ta không có tầm nhìn như vậy, nên thường thường chúng ta vào chúng ta kiếm những vị lớn chúng ta cúng, còn những cái vị mới tu đó chúng ta không có quan tâm. Hoặc chúng ta quan tâm, chúng ta chỉ quan tâm một cái cách quan tâm theo một phần nào đó thôi, chứ chúng ta không phải là quan tâm theo cái hiểu biết là những cái vị này sẽ trở thành những vị hòa thượng như vậy. Nhưng mà những vị này muốn trở thành những vị hòa thượng như vậy đó, thì vị này phải trải qua rất là bao nhiêu cái gian nan khổ cực. Mình hãy cố gắng hộ trì cho vị này, mình phải có tâm thương vị này đó, thì mình mới hộ trì vị này được, quý vị. Còn nếu mà chúng ta đó không làm như vậy đó, thì chúng ta biết rằng đối với cái luật đó, thì Đức Phật Ngài vẫn nói người cư sĩ đó, hãy nên quan tâm với những vị sư mà ở trong chùa, những vị trẻ, những vị bệnh hoạn đó, hãy quan tâm tới những vị đó. Đó là những cái động lực để cho những vị đã trưởng thành trong giáo pháp này vượt qua được những sự khó khăn để trở thành những cái vị tăng tài. Dù Đức Phật có nói như vậy, nhưng mà thực sự đó thì quý vị biết rằng mình vẫn là người hạn chế, vẫn là người cư sĩ, vẫn là những người hạn chế trong giáo pháp. Nên Đức Phật Ngài nói rằng đối với người cư sĩ rất là khó để mà thông giáo pháp. Tại sao vậy? Vì người cư sĩ đó, họ nghề nghiệp họ phải làm, sự sanh tồn họ phải có, nên họ cũng không dễ gì để họ huấn luyện cái tâm của họ trong giáo pháp, hoặc là họ học hiểu Phật pháp cho nó được cách đầy đủ. Không dễ gì là như vậy. Đức Phật Ngài tuyên bố như vậy. Những gì Đức Phật tuyên bố đó không phải là Ngài không biết, và không phải là Ngài không thấy, và Ngài biết, Ngài thấy toàn diện. Để công bố là không dễ gì người cư sĩ thông thấu được những cái giáo pháp này, hết tất cả các pháp. Tại vì sao vậy? Không dễ. Vì không dễ là cái giáo pháp này cần phải có một cái sự suy tư hành trì, một cái sự sống cộng trú, rồi mới có khả năng để trở thành cái sự kiến thức sâu sắc. Chính vì điểm đó nên quý vị biết rằng quý sư mà đi Hoằng Pháp hay đi Mỹ đi đâu đó, mà thường thường đi vô những cái nhà hàng Thái đó, mà thấy 5-6 vị sư đó là họ hoan hỷ, họ cúng dường. Dù là những cái chuyến Hoằng Pháp của Chư Tăng nó cũng có nhiều gian nan, nhưng mà ở đông trong đó đó nó có một cái trọng tâm là gặp được những người cư sĩ đó, họ hộ độ đó, thì Chư Tăng tự nhiên vui, mà cái chuyến đi đó trở thành ấn tượng ở trong đầu quý vị. Nên chúng tôi còn nhớ một lần cái ngày mà sinh nhật của chúng tôi đó, chúng tôi mới nói với Chư Tăng là bữa nay là sinh nhật, ngày sinh nhật con muốn làm phước. Nhưng mà khi vô trong cái nhà hàng Thái có Chư Tăng đông quá, là họ thấy Chư Tăng đọc kinh rồi họ hoan hỷ, rồi thấy Chư Tăng đông như vậy họ cũng hoan hỷ, họ cúng dường luôn, rồi họ còn cúng dường luôn cả tiền xăng cho xe đi nữa, quý vị. Mình nó trở thành những cái ấn tượng mà trong cuộc đời của mình nghĩ rằng những người cư sĩ này quá thật sự là những người có lòng tin đó, hay là những người mà chưa vượt qua được khó khăn đó, những người là những người giúp ích cho mình vượt qua sự khó khăn. Những người này thật sự là những người được chư thiên và nhân loại tán thán, chứ không đơn giản, không đơn giản. Nếu một người mà hiểu biết sâu sắc đó, họ có thể thấy được cái chuyện làm của người này đó đã có một cái ấn tượng trong tâm của cái vị tu sĩ đó, có thể là suốt cả cuộc đời đủ gì. Nên mỗi lần mà chúng tôi nhớ tới Thượng Tọa Giác Đẳng, hoặc là chúng tôi nhớ đến nước Mỹ đó, thì chúng tôi lại nhớ đến những người cư sĩ bên Thái Lan.
biết rằng những người Phật tử Việt Nam của chúng ta đó, vì chúng ta là người Việt Nam, chúng ta gặp quý vị sư Việt Nam đó, thì chúng ta vẫn có cái sự đặc biệt. Nhưng mà thật sự đó, thì chúng ta thấy những cái vị, những cái người Thái đó, mà họ gặp được cái tăng Việt Nam đó, họ cũng tôn trọng và họ cũng quý kính giống như cái tăng người Thái. Đây cũng là một cái điểm là họ đặc biệt, họ suy nghĩ về tăng thôi, chứ họ không nghĩ là người này là chư tăng người Việt hay chư tăng người Thái, mà họ nghĩ chư tăng là cái việc mà cần cúng dường hộ độ. Đây là cũng một cái điểm mà chúng ta cũng cần có một cái sự suy nghĩ, chúng ta mới làm được chuyện đó. Chúng ta mới thể cảm hóa được những cái người đồng tu ở trong cái lời dạy của Đức Phật, nhưng mà khác với cái bản sắc dân tộc, hay là cái giống dân, hay là dân Ấn, dân Thái, dân Lào, dân Miến. Chúng ta có thể san bằng được điều đó đó. Chúng ta phải có một cái tầm nhìn, một cái sự hiểu biết, chúng ta mới san bằng được vấn đề đó, quý vị. Như vậy á, thì bữa hôm nay đó, thì chúng ta chỉ muốn nói lên cái vấn đề mà đích xá hội chúng của Đức Phật, và Đức Phật khéo huấn luyện, và cái hội chúng đó đã có một cái tầm nhìn thật sự, một cái tầm nhìn sâu sắc, mà không dễ gì ở trong cái tôn giáo nào có được cái sự huấn luyện như là Đức Phật, và không có một cái hội chúng nào mà đặc biệt thù diệu như là hội chúng tăng chúng. Vì cái hội chúng này thật sự là một cái sự hy sinh đó, một cái sự hy sinh rất là nhiều, một cái sự cố gắng rất là nhiều. Nói đến vấn đề này, chúng tôi còn nhớ một điều mà Thượng Tọa Nhất Đẳng có nói đó, qua bên Lào đó. Bây giờ thì những cái vị sa di trẻ tuổi rất là nhiều, chư tăng á, ở trong chùa thì có 5-3 vị tỳ kheo, một vị tỳ kheo phải huấn luyện mấy chục vị sa di, mà ngày nào cũng phải huấn luyện hết. Nghe đến điều đó đó, chúng tôi nhớ lại trong chùa chúng tôi có mấy ông nhỏ, mình có mấy ông nhỏ thôi mình cũng đã mệt mỏi rồi, bên bển một vị huấn luyện cả mấy chục vị như vậy, để sáng ra đó đi bát, mỗi ngày quét dọn chùa chiền, rồi học hành giáo lý, rồi hành trì Phật pháp đó. Những cái vị còn nhỏ mình huấn luyện để trưởng thành nó không phải dễ. Chúng ta cũng thấy giống như là bây giờ mình là một cái người Phật tử mà chưa biết cái gì đó, mà chưa tăng huấn luyện mình trở thành một Phật tử mà sâu sắc á, là thật sự giống như một cái cây nhỏ mà trở cổ thụ đó. Bao nhiêu thời gian, bao nhiêu công sức, bao nhiêu nước mắt và máu, cái cây đó mới lớn được như vậy. Thì một người cư sĩ cũng giống như vậy, quý vị. Mình học Phật pháp rồi mình phải suy tư rất là nhiều. Còn nếu mình không suy tư đó, chư tăng cũng phải tìm cách này cách kia, nói dạy giảng cho mình để mình suy tư. Cái sự suy tư đó đó nó trở thành cái tuệ tư, và cái tuệ tư đó nó phải vượt qua cái tuệ văn, quý vị. Cái tuệ văn là chúng ta học, nhưng mà cái tuệ tư đó là chúng ta phải suy tư, và chúng ta suy tư đó chúng ta tìm ra được những cái lý pháp trong đời này. Những cái lý pháp này đó cho chúng ta có một cái ấn tượng ở trong cái tâm tư của chúng ta đó. Nó sẽ đánh động cái tâm tư của chúng ta, và chúng ta có thể vượt qua được những cái sự khó khăn ở trong cái đời sống tu hành đó. Nó không phải đơn giản đâu quý vị thấy không, qua bao nhiêu tôn giáo mà đâu phải những cái tôn giáo nào mà huấn luyện được một vị tu sĩ mà hoàn hảo, không phải dễ đâu. Một cái giáo lý hoàn hảo, một cái hàng ngũ trưởng lão hoàn hảo, huấn luyện cái hội chúng hoàn hảo, nó không phải là dễ như Đức Phật và hội chúng của Đức Phật. Và những cái hội chúng sau này đệ tử của Đức Phật đó, thì chúng ta cũng cần phải có cái sự suy nghĩ và có cái tầm nhìn để chúng ta biết được tại sao những cái xứ quốc giáo như Lào, Thái Lan, Miến Điện, Tích Lan đó nó trở thành cái hàng ngũ Phật pháp mà nó có thể là bỏ biết bao nhiêu công sức để huấn luyện vua chúa, rồi nam nữ cư sĩ, rồi làm bao nhiêu cái việc để người đó được biết, được lớn mạnh và được học hỏi suy tư để trở thành cái ấn tượng trong Phật giáo. Nó không phải dở, nó không phải đơn giản đâu quý vị. Nó cần họ đòi hỏi rất là nhiều ở trong cái sự thuyết giảng, rồi cái đời sống đó, rồi cái cách sống, rồi cái giáo dục mà toàn diện, mà gọi là thân hành, khẩu hành, ý hành gì đó, mình cũng phải có thể hiện đó, thì mình mới có được cái tầm nhìn. Còn nếu không đó, thì nó cũng rất là khó gì, nó rất là khó để mình có cái tầm nhìn. Thì
ở trong cái bài học hôm nay đó, vì như là thượng tọa Giác Đẳng đã muốn nói, và thượng tọa Đệ Siêu thì muốn nói về bài học này. Và cái tâm tư con lúc mà nghe thượng tọa Đệ Siêu nói đó, thì con cũng muốn giảng theo cái cách của con suy nghĩ. Chắc chắn là cái cách của con suy nghĩ đó cũng từ trong cái lời dạy của Đức Phật, từ trong những cái chuyến đi qua các xứ quốc giáo mà con nhớ, và trong tâm cũng có nhiều cái sự suy nghĩ. Nhân cái buổi giảng hôm nay nói về cái, giống như cái tựa bài kinh, và nói về cái người cư sĩ Bách Xá, cũng nói về Đức Phật và hội chúng của Ngài, và nói về cái giáo pháp Ngài khéo dạy, con xin trình bày như vậy. Biết rằng cái sự trình bày của con đó là trong cái sự nỗ lực cố gắng của mình, nhưng mà con nghĩ rằng cũng rất là lợi ích cho cái hội chúng. Với cái lời trình bày này đó, thì con xin trình bày với mấy như là trình bày như vậy, phần nào chưa có sáng tỏ sẽ là cái sự đóng góp của quý Ngài, vì con xin kính dâng cái phần phước đến tất cả, gieo đến chư tăng, chia đến Phật tử, chia đến những người Phật tử đã hộ trì Phật pháp, chia đến chư thiên. Bây giờ thì con xin kính mừng gọi Giác Đẳng trở lại. Sau thủ cái trình chủ tọa Pháp mà chủ tọa Tuệ Siêu, chủ tọa có ở trước máy và chủ tọa có nghe được không? Nếu chủ tọa Tuệ Siêu đang có ở trước máy, xin chủ tọa có thể trả lời cho cô thảo luận đầu tiên. Mà chủ tọa Tuệ Siêu trong bài kinh này đó, có một đoạn so sánh giữa loài người với loài thú, lối rắm hay loài người, và giản dị hay đơn giản thôi lời thú. Thì có phải chăng là trong đoạn kinh đó, với sự phát biểu của cư sĩ Phê Sá và sự đồng thuận với Đức Phật, thì lời thú tốt hơn lời người, có phải như vậy không? Bởi vì thường thường trong cái ngôn ngữ của chúng ta đó là cái tính nào sống thì gọi là thú tánh, là cái tính mang ri mồi rợ, tính chưa được khai hóa, tính không văn minh. Nhưng mà ở đây thì cái tính của loài thú là được ca ngợi, thì xin thượng tọa có thể giải rõ về điểm này kính thỉnh thượng tọa. Anh Nam Mô Bụt Thầy. Kính bạch chư tăng, kính thưa quý Phật tử, không phải ở đoạn kinh này Đức Phật đồng tình với Phê Sa, tán thán loài thú tốt hơn loài người. Chỉ nói ở cái khía cạnh, tức là thế thái nhân tình thì đối với loài người nó phức tạp, còn đối với loài thú là tại vì nó sống theo cái bản năng, cái bản năng của loài thú nó cạn cợt, utana là cạn cợt. Cho nên chỉ đơn giản thôi, vì cạn cợt, nó không có sự suy nghĩ sâu sắc. Uta năng, yadidang manus,
Pasumu Gahanang Janidang Madusa Rối rắm thay loài người. Người cởi mở thay là thuốc. Cái chữ của ta năng mà Ngài dịch là cởi mở đó thưa quý vị, thật ra thì nó cũng chưa phải là cởi mở. Cái chữ này nữa là cái nghĩa là nó đơn giản. Cái lời thú khi mà nó giận nhau đó, nó giành ăn hay là nó gì, nó phẫn nộ thì nó chỉ gầm gừ cắn nhau, đốn nhau. Nhưng mà sau đó thì con nào cảm thấy thua thì nó bỏ chạy, thì những con kia nó không có rượt đuổi. Và hơn nữa là nó không có cái thù dai. Loài thú nó cự cãi với nhau vậy, nhưng mà qua chuyện thì thôi, sau đó cũng bình thường. Còn loài người của mình đó, vì do cái tình cảm sâu sắc, tình cảm ở đây chúng ta muốn nói đến là hỷ nộ ái ố, vui buồn thương ghét, rồi để trong lòng có đôi khi thương thì cả mấy chục năm cũng thương, mà khi ghét thì cả mấy chục năm cũng còn ghét. Và đã ghét nhau, gặp mặt chửi mắng nhau là đủ rồi, nhưng mà lại không. Chửi mắng nhau rồi còn đánh đập nhau, rồi chưa nữa là tìm cách để mà giết hại lẫn nhau. Cho nên cái loài người rối rắm là ở chỗ đó. Còn như loài thú thì nó rất là nông cạn, bởi vì cái tâm tư của nó không có biết suy nghĩ, nó không có biết thương yêu, nó không có biết thù ghét, và nó không có biết dùng cái mưu sâu kế độc, cái thủ đoạn. Thì chính vì vậy mà ở đây chỉ nói một cách đơn giản, chỉ nói một cách bình thường là cái loài thú thì nó sống theo cái bản năng, đơn giản là như vậy thôi. Còn loài người thì vì do cái tâm ý tiến hóa, gọi là manusá, mình đáng usaha thành manusá. Vì do cái tâm ý có cái sự tiến hóa, cho nên mới bắt đầu có cái sự rối, cái sự rối loạn. Chứ không phải ở đây là một câu nói này của Đức Phật Ngài thừa nhận cái lời nói của Thanh Niên Bích Xá, rồi chúng ta cho rằng như vậy thì loài thú, hàm ý của loài thú tốt hơn loài người. Không phải thứ gì, được sanh làm người là một điều khó. Kicho Panusat Patilapho Dulat Dulaphang Manusatang, khó được sanh làm người. Vì ở cái môi trường của loài người, do cái tâm ý tiến hóa, cho nên loài người nếu
biết suy nghĩ và biết điều phục bản thân mình, thì từ cái chỗ cái tâm địa độc ác nó sẽ nên trở nên hiền lành. Từ cái tâm địa phàm phu trở thành tâm của bậc thánh. Từ chỗ còn dính mắc trong dòng sanh tử luân hồi lại phá vỡ cái vòng sanh tử đó để chấm dứt sự sanh tử luân hồi, vân vân. Thì như vậy loài người đặc biệt hơn, tốt hơn. Nhưng mà cái sự rối ren ở đây đó là chỉ cho đám người phàm phu tục tử, là những đám người sống tranh danh đoạt lợi và bị cuốn theo cái cảm tính vui buồn thương ghét mà không có kiềm chế được, không có tự chủ được. Thì như vậy con người bị rối. Chứ còn ở loài người của chúng ta bao giờ cũng tốt. Đức Bồ Tát trên cõi Tushita, cõi Đô Xuất, khi mà hội chúng chư thiên thỉnh cầu Bồ Tát Tushita, giáng trần để tìm cái con đường giải thoát, con đường giác ngộ mà cứu độ muôn loài. Thì thưa quý vị, thì Đức Bồ Tát lúc đó ngài quan sát về cái chỗ tái sanh, tức là chỉ có thế giới loài người là mới có được cái sự tiến hóa đó thôi. Và ngài phải tìm, Đức Bồ Tát ngài phải tìm xét thêm trong cái thời kỳ tuổi thọ chúng sanh không dưới 100 tuổi, nhưng mà cũng không quá nhiều, hơn 10 muôn tuổi, hơn 1 muôn tuổi, 10.000 tuổi. Rồi ngài sanh ở, không ở Tây Du Bá Châu, Đông Thắng Thùng, Thần Châu, Bắc Cung Lương Châu. Ngài sanh ở Châm Cú Đi Bá là Nam Thiền Mục Châu thôi, vân vân. Thì như vậy cái sự quán xét chúng ta y cứ vào đó thì chúng ta thấy rằng cái thế giới loài người của chúng ta, nếu con người biết cách sống và sống có trí tuệ, có suy nghĩ, có tàn, có quý, sống có chánh niệm, có tỉnh thức, thì như vậy cái thế giới loài người chúng ta nó an ổn chứ đâu phải sống. Bằng chứng là Thanh Niên Bách Sát chỉ đối đến thế bầy voi mà Thanh Niên Bách Sát huấn luyện thì nó nghe theo ý muốn, mà không có con voi nào nó cãi lời hay là nó thù quán để giận hờn ông chủ cả. Còn 5-3 người, 20 người đệ tớ hay là người giúp việc của Thanh Niên Bích Sáng, thì Thanh Niên Bích Sáng mặc dù là ông chủ chăm sóc nuôi dưỡng họ, cho họ cái ăn cái mặc, nhưng mà bảo họ đi làm việc thì có lúc họ vui thì họ làm khác, lúc họ buồn họ làm khác, và có khi thì họ cãi lời. Thế cho nên Thanh Niên Bích Sáng mới mệt mỏi và
nói lên cái câu Gahanam Yadidam Madhusa Utanam Yadidam Pasu. Rối ren thay là người, và đơn giản thay là lời thúc. Chứ gì, còn như cái hội chúc của Đức Phật cũng là cái hội chúc của loài người. Thông thường thì Đức Phật ngài đi đến đâu, ngài đi đâu cũng có 500 tỳ kheo vây quanh Đức Phật. Nếu so với chư Phật quá khứ thì Đức Phật của chúng ta cái hội chúng tỳ kheo ít hơn. Hội chúng ở quá khứ có thể là 1.000, 10.000 một vị Phật. Nhưng mà Đức Phật chúng ta thì chỉ có 500.000, ôi 500 vị mà thôi, 500 vị tỳ kheo. Nhưng mà cái hội chúng đó cũng là loài người. Đức Thế Tôn ngài đã huấn luyện và họ trở thành một cái hội chúng rất an tịnh, tức là hội chúng của nhân bậc thánh từ Tu Đà Hoàn cho đến A La Hán. Chứ không phải là ở thế giới loài người này luôn luôn là rối ren, chỉ có rối ren ở cái hạng phàm phu thôi. Loài người mà thuộc hạng phàm phu thì mới có sự rối ren. Rối ren là do cái gì? Chính do nơi cái thành kiến ngã chấp, lại thêm cái nữa là phiền não. Có người thì nặng về ái Raga Charita, có người nặng về sân Dosa Charita, có người nặng về si mê Moha Charita, có người nặng về cái lòng tin nhẹ dạ gọi là Satta Charita, có người nặng về tầm tư hay nghĩ ngợi lung tung Vitakka Charita, và có một số người nhân loại đó, thì họ nặng về trí tuệ, tức là nặng về cái sự ý thức suy tư. Thì do vì cá tánh của loài người đa dạng như vậy, cộng thêm là loài người có phiền não tham sân si mạng nghi tà ký chi phối, cho nên mới tạo ra cái sự rối ren. Nhưng không phải là loài người chỉ có cái sự rối ren mà không có cái sự đơn giản. Khi nào mà loài người có trí tuệ hiểu biết và mỗi người biết tự điều phục bản thân mình, tự chủ chính bản thân mình, kiểm soát được chính bản thân mình, thì lúc đó có người sống bình dị, sống bất hại. Còn như lời thú của thú vị muôn đời, nó giản dị như vậy nhưng mà không đi đến đâu. Loài thú chỉ có tiền thân của Đức Phật khi còn là Bồ Tát những kiếp sanh làm thú, thì lúc đó những cái con vật này có chút thông minh và có chút suy tư, như vậy thôi. Nhưng mà cũng là bản năng của loài thú. Chúng ta coi trong Chattaka, Chattaka, kinh bổn sanh, thì chúng ta sẽ
nhận ra được điều đó. Còn đa phần là loài thú, họ chỉ sống theo cái bản năng, chúng chỉ sống theo cái bản năng thôi, bản năng của loài thú. Do vậy không phải là loài thú tốt hơn loài người đâu. Loài người mới thật sự tốt. Nhưng mà vì loài người không khéo phục tâm, do đó mới trở thành rối ren như vậy. Chúng tôi xin được trả lời câu thảo luận một và thượng tọa giáo đảng vừa nêu. Nam mô A Di Đà. Sao thủ kỷ trường truyền tòa tiểu siêu xin được hỏi truyền tòa pháp tân truyền tòa có mặt ở trước máy không? Nếu truyền tòa pháp tân nghe được quyết định, truyền tòa hoan hỷ trả lời cho câu thảo luận tiếp theo. Dạ, truyền tòa pháp tân hồi nãy truyền tòa pháp đăng có kể một số câu chuyện khi mà truyền tòa pháp đăng sang các xứ Phật giáo đó, thì có một điểm như vậy là cũng có nhiều vị sư, cũng nhiều Phật tử đến Thái Lan, Tích Lan, Miến Điện, v.v. Nhưng mà các vị đến thì các vị có nhiều điều chỉ trích lắm. Dạ, chỉ trích về cái này, cái kia, cái nọ, về tiện nghi, về cuộc sống, v.v. Nhưng mà trái lại cũng có nhiều vị, nhưng trường hợp thì đó không đăng đến các xứ Phật giáo thì có nhiều điều để hoan hỷ lắm. Thì cái gì mà làm nên sự khác biệt trong cái nhìn? Có nhiều khi mình nhìn những cái cảnh rất là tiêu cực, có nhiều khi nhìn những cái cảnh rất là tích cực. Thì truyền tòa pháp tân có thể chia sẻ là tại sao mà nó có sự khác biệt trong cái nhìn như vậy không? Cái truyền tòa. Dạ, Nam mô Buddhaya, Nam mô Dhammaya, Nam mô Sanghaya. Con xin thành kính đảnh lễ ân đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng. Kính đảnh lễ thượng tọa Tuệ Siêu, thượng tọa Giác Đẳng, tọa Pháp Đăng, tọa Minh Hạnh, đệ tử Pháp Tính, đệ tử Tri, sư Nguyên Thông cùng chư tăng. Chào quý cô tu nữ và thân chào quý thiện nam tín nữ. Nhà ở đây thì con nghĩ rằng thật sự ra thì mình đi các cái nước quốc giáo, đặc biệt là các cái nước Phật giáo Nam truyền đó, thì khi mà mình đi đến những cái xứ đó thì mỗi nơi nó đều có một cái phong tục tập quán riêng của mỗi dân tộc người ta. Rồi trong cái cách cũng là Phật giáo Nam truyền, nhưng mà mỗi rồi cái sự thờ phượng, quan niệm về kính lễ đối với Tam Bảo, rồi thờ cúng nghi lễ, thì con nghĩ rằng là nó có khác một đôi điều, nhưng mà cái tính chất chung cũng là cái ví dụ như là cái sinh hoạt của tăng đoàn, thì mỗi một cái quốc gia thì nó có những cái điều chung trong giới luật, nhưng mà rồi đó thì nó cũng có điều khác biệt ở trong mỗi cái phong tục. Rồi đối với các cái hình thức như là hình thức tổ chức lễ, thì con nghĩ rằng ở Thái Lan thì họ có một cái tổ chức hình thức mà tổ chức lễ thì rất là nghiêm trang, rất là ra một cái hình thức rất là trang nghiêm, rất là long trọng. Còn riêng về ở Miến Điện thì con nghĩ rằng cái nội dung tu tập, đặc biệt là thiền hay hoặc là nghiên cứu về giáo điển, thì con nghĩ rằng đối với người Myanmar thì họ có cái đặc biệt riêng. Thì ở đây con nghĩ rằng khi mà mình đi các cái nước quốc giáo thì dĩ nhiên là mình thấy những cái thành quả mà qua các cái đền chùa tháp các cái nơi. Ví dụ như mình đi Miến Điện thì mình con thấy rằng khi mà mình đi đến trên Mandalay đó, cái vùng mà ở phía miền trung của nước Myanmar đó,
những cái thành phố cổ, rồi có những cái tháp cổ, thì mình mới thấy được là qua bao nhiêu cái quần thể tháp ở đó, có cả trên ngàn năm, thì mình thấy rằng một thời vàng son Phật giáo đã phát triển ở đó. Thì khi mình bước vô những cái tháp cổ thì mình mới thấy rằng là quả thật là các cái bậc tiền nhân trước đây cũng như là Phật giáo đã lan tỏa, đã truyền khắp hết tất cả mọi người dân miếng ở đó, cho nên là họ rất là sâu đậm, ảnh hưởng sâu đậm về tư tưởng của Phật giáo đối với họ. Cho nên con nghĩ rằng thì khi mà mình đi đến những đó, mình gặp tháp đó, thì mình cũng thấy là nhìn lại cái quá trình lịch sử của người ta, thì mình thấy rằng một thời vàng son Phật giáo đã có mặt ở tại vùng đó. Rồi là nhờ đó mà Phật giáo đặt lên cái nền tảng ở đất nước Myanmar. Cho nên là mình thấy là mình rất là hoan hỷ ở trong những cái việc đó. Còn ví dụ như là mỗi chúng ta thấy rằng là mỗi phong tục tập quán của mỗi dân tộc thì nó có hơi khác. Và thật sự ra thì mình phải thấy một cái điểm chung. Con nghĩ rằng mình thấy cái điểm chung. Cái điểm chung là đối với Phật giáo, theo con nghĩ là cái nội dung á, cái nội dung tức là cái gì mà tạo nên cho họ có được cái hình thức đó. Cái hình thức mà mình thấy rằng đền, rồi chùa, tháp, rồi tất cả các thứ, những cái công trình đó rất là công phu, rất là công phu, bởi vì họ đã xây dựng được một cái đức rất là mạnh. Qua cái gì mà họ hiểu được cái tư tưởng hay là giáo lý của đạo Phật, cho nên là họ xây được cái đền tháp mà mình thấy rằng rất là công phu, cho nên rất là hoan hỷ cái chuyện đó, cái việc mà mình thấy rằng các cái đền tháp ở nơi đó. Rồi cái hội chúng, ví dụ như là qua Myanmar thì theo con thấy là có những cái vị ni tu đó, mình gọi là tu nữ, nữ tu đó, thì rất là còn nhỏ. Thì ở Việt Nam thì không được như vậy, tại vì ở trong đó có một lần thượng tọa với đoàn đi chung thì có hàng trăm vị ni ở đó, rồi được ở trong một cái nề nếp, rồi được học học văn hóa, rồi được học giáo điển ở trong ngôi chùa, rồi được áp dụng trong cái nghi thức giới luật, rồi ở trong thiền môn á. Thì con nghĩ rằng đối với cái chùa ni đó ở nơi đó nói riêng, và hầu như là các cái nơi mà có những vị nơi ni tu, thì con nghĩ rằng phải nói rằng là người ta tu bằng với cái cả cái đức tin, rồi người ta tu bằng với cái sự hiểu biết để người ta áp dụng đời sống, có một cái sự hoan hỷ ở trong đó. Cho nên là có một lần đoàn đi đến đó thì thấy là mình đặt bát cúng dường đến cho các ni từ lớn đến nhỏ, rất là hoan hỷ. Và người ta có nề nếp, được đào tạo, được dạy dỗ. Có nghĩ rằng dù gì đi nữa thì Phật giáo các nước đó thì nó đã đi vào trong xã hội. Có một lần đi qua bên Lào thì con nghĩ rằng buổi sáng khuya mờ sáng mà mình đi ra đặt bát thì thấy chư tăng ở các cái ngôi chùa, nghe tiếng kẽn cái là các ngôi chùa xung quanh đó, chư tăng đi ra ngoài đường, cái khu phố đó, cái con đường đó để dành cho chư tăng đặt bát, để dành cho những người đặt bát, chư tăng đi. Rồi một lát sáng nữa mình di dời lại chỗ khác thì thấy chư tăng đi cả hàng trăm vị, thì con thấy rằng là cái điều đó đó con nghĩ rất là hoan hỷ. Ví dụ như là người Lào thì mình nói về phương diện vật chất thì họ nghèo, người Myanmar thì cũng có một số nơi nghèo, nhưng mà cái tinh thần của họ thì tốt, cái tinh thần tu tập của họ quá tốt, cho nên là họ vừa hiền, do là ảnh hưởng cái tư tưởng của đạo Phật cho nên họ rất là hiền, rất là thật thà, rất là tốt. Rồi là trong cái sống thiền môn cũng vậy. Vì vậy cho nên là khi mà mình đến đó, rồi mình thấy hình ảnh của chư tăng, mình được cúng dường,
Rồi mình cũng hiểu được là vì sao mà đất nước của họ được những cái người tu như vậy quá nhiều, quá tốt như vậy. Chính vì vậy cho nên là Phật giáo của họ đi vào trong xã hội. Vì vậy cho nên là dù gì nữa thì thí dụ như là vài 300 người đó đó, thì cũng có một số người họ cũng không tu trọn đời, mà sau này họ hoàn tục ra đời thì họ cũng được thấm nhuần cái giáo lý của đạo Phật, giáo lý của đạo Phật, và họ trở thành những cái người cư sĩ hộ trì Tam Bảo, do hiểu và đức tin, hiểu bằng với cái đức tin, hiểu bằng cái sự hiểu biết của mình, rồi đó là họ sống ở trong đạo với một vai trò của một người cư sĩ để hộ đạo, thì nghĩ rằng cái điều đó nó cũng đã tốt lắm để đi vào trong xã hội. Thì khi nhìn như vậy thì con nghĩ rằng là ở đâu thì nó cũng có những cái sự tích cực, có cái nơi có người thì tốt, cũng có người xấu, rồi cũng có nơi là cũng có sự tiêu cực, tích cực tiêu cực nó cũng có, tốt và xấu nó cũng có. Cho nên là con nghĩ rằng mình thấy cái điểm chung, cái điểm nào là tích cực thì mình nên học hỏi và làm theo những cái điều đó. Còn cái điều nào nó tiêu cực, nó không tốt á, thì mình cũng tránh, biết như vậy mình tránh. Cho nên là đi đến những cái nước quốc giáo như vậy, mình thấy được cái nền tảng của người ta qua quá trình thời gian, những cái đền tháp có hàng ngàn, có cả trên ngàn năm, thì mình thấy là rất là hoan hỷ. Cho nên là rồi cái đội chư tăng đi tu tập cũng vậy đó, ni cũng vậy đó, mà cái gì để cho họ gắn bó cái đời sống tu học của họ ở trong Phật pháp này, thì con nghĩ rằng cái đó là do ảnh hưởng từ nơi cái tư tưởng giáo lý của đạo Phật, mà từ đó họ sẽ có được một cái sự an lạc. Và khi mình đến đó, mình tạo phước, mình đi đến đó, mình thấy cái đời sống của các vị đó, dù là ni hay là tăng, thì con nghĩ rằng thì thật sự là như vậy. Cho nên là theo con thì con nghĩ rằng mình gặp những cái điều gì nó tốt, tích cực thì mình nên học hỏi theo. Còn cái điều gì nó tiêu cực, nó không tốt thì mình tránh, mình tránh. Vì vậy cho nên là so sánh lại với người ta và mình thì mình cũng có những cái điểm còn khuyết điểm, chưa có được đầy đủ. Và do vậy đó thì vì sao mà Phật giáo đã đi vào trong cái xã hội mà đúng với cái đường pháp như vậy, mặc dù là mỗi quốc gia thì có những cái tín ngưỡng dân gian riêng, như Thái, như Lào, như Việt Nam thì có cái tín ngưỡng dân gian riêng, nhưng mà ít ra thì các nước quốc giáo đó đó, các nước Phật giáo Nam truyền đó đó, thì họ ảnh hưởng từ trong cái suy nghĩ, cái hành động của họ, rồi cái thờ phượng của họ, rồi cho đến cái cách mà họ ứng xử trong đời sống hàng ngày, thì ảnh hưởng tư tưởng Phật giáo rất là lớn. Và do vậy thì con nghĩ rằng họ được một người xuất gia, một thân quyến xuất gia, thì họ rất là mừng, họ rất là mừng. Chứ không phải như mình, cha con xuất gia, cha mẹ buồn, cha mẹ nghĩ con nghĩ khổ, thì cái đó mình suy nghĩ từ do cái tập tục tập quán của mình, từ nho giáo rồi từ ngàn xưa đó, cho nên là nó cái suy nghĩ nó cũng đã khác rồi. Thì con xin có cái ý để chia sẻ qua cái câu hỏi mà thượng tọa vừa nêu. Con kính thỉnh thượng tọa trở lại. Sa thủ kinh đơn thượng tọa pháp tính, đại đức pháp tính ơi, đại đức pháp tính có nghe được không? Nếu được xin thỉnh đại đức tính qua nghị trả lời cho câu thảo luận tiếp theo. Đại đức pháp tính khi nói đến Phật pháp tăng thì Tăng Bảo có nhiều cái đặc nước, nhưng mà rất là nhiều bài kinh, như trong kinh Sa Môn Quả hay là như bài kinh hôm nay chẳng hạn, thì một điều mà thường được tán thán ca tụng đó là sự thanh tịnh của tăng chúng. Ngày hôm nay thì người ta hay ca ngợi là chư tăng có tài hay chư tăng có chùa cao Phật lớn vân vân, nhưng mà tại sao thời Đức Thế Tôn còn tại thế và trong nhiều bài kinh
thì sự thanh tịnh của chư tăng lại là một cái đặc tính mà được đề cao. Xin kính thỉnh ý kiến của đại đức Phật Thích. Nam mô Bụt Thầy Giá, con xin thành kính đảnh lễ đến thượng tọa Nhật Đẳng, thượng tọa Pháp Đăng, thượng tọa Pháp Tăng, thượng tọa Minh Hạnh, đại đức Tuệ Truy, cùng chư tôn đức tăng. Kính chào quý cô tu nữ cùng các vị thiền nam tín nữ. Qua câu thảo luận thượng tọa vừa nêu lên, thì phải nói nếu mà nói về đặc tính của Tăng Bảo ngày xưa thì không thể nào mà kể hết, không thể nào để kể hết. Cũng như trong những câu Phật ngôn mà chúng ta lễ bái tán dương ân đức Tam Bảo hàng ngày, Supatipanno, Ucchuppatipanno, Nyayappatipanno, Sammecchippatipanno, bậc Thinh Văn, bậc Diệu Hành, bậc Trực Hành, bậc Như Lý Hành, bậc Chân Chánh Hành, thì đối với những cái đặc tính của Tăng Bảo ngày xưa thì các ngài là những cái bậc mà chánh trực, những cái bậc chân chánh, những cái bậc mà đã đoạn trừ được phiền não. Thậm chí mà có những người cũng như hồi nãy chú con vừa thuyết bên cái rung pháp cú, nói về 500 tên cướp đó mà khi mà bị quan quân truy đuổi, truy cùng đuổi tận, thì lúc đó không còn nơi nương tựa nữa rồi. Nhưng mà may mắn gặp được cái vị sư đó, cái vị sư đó chỉ hướng dẫn cho bây giờ Tam Bảo là cái chỗ nương tựa, mà hãy nên nương tựa Tam Bảo bằng cách là quy y và giữ ngũ giới. Vậy mà sau khi mà đã làm theo cái lời của cái vị trưởng lão đó rồi đó, 500 tên cướp này bị hành xử, bị giết chết một cách rất là ghê, gây rợn. Nhưng mà cuối cùng 500 vị đó, 500 tên cướp đó cũng đều sanh khỏi trời. Thì chúng ta thấy rằng đối với ngày xưa thì các vị tăng, các vị ở trong tăng đoàn, các vị sư luôn luôn là một cái chỗ, luôn luôn là những cái bậc mà chân chánh, những cái bậc mà chánh hạnh, để cho chư thiên và nhân loại, chư thiên nhân loại làm cái chỗ nương tựa. Còn đối với cái ngày hôm nay thì nó khác rồi, quý vị. Ngày hôm nay thì khác rồi. Đối với nó tùy theo cái vùng miền hoặc là tùy theo cái môi trường. Có một lần đó, quý vị biết chúng tôi đi dự lễ đó, thì chúng tôi thấy có lần đó dự lễ cái chúc thọ đến ngày Hòa Thượng Kim Triệu. Quý vị biết rằng cái ngày hôm đó thì rất là vui. Có nghĩa là mình nhìn một cái vị trưởng lão mà chuyên tu, thì khi mà mình dự được cái lễ đó, là quý vị biết rằng là tất cả bao nhiêu vị sư đều đi đến đảnh lễ cái vị trưởng lão đó hết. Thì ở trong đó tiến sĩ có, thạc sĩ có, rồi những vị chức vụ lớn có, chức vụ nhỏ có, chức vụ vừa cũng có. Mà hỏi ra thì cái vị hòa thượng này là không có chức vụ gì hết. Đối với hòa thượng Kim Triệu không có một cái chức vụ gì hết. Thành ra lúc đó các vị sư ngồi cũng nhìn ngẫm lại cái sự đời, thấy cũng lúc đó mình mới, các vị nhìn ngẫm lại cái cuộc tu đó, thì mấy vị mới thấy rằng là cái quy lực tu rất là lớn, cái sự mà chân chánh, cái quy lực mà một người mà có cái sự tu tập đó, thì cái quy lực đó thì dù cho ở trong cái hội chúng nào nó cũng đều
phát sanh được cái quy lực đó, nếu mà thật sự có cái sự tu tập chân chánh. Cũng như những ngày trước quý vị cũng nghe Thượng Tọa kể về ngày Đức Trưởng Lão Tịnh Giác đó, thì quý vị thấy rằng là ngài giống như là một cái vị mà gọi là cái bậc mà vô tranh, có nghĩa là ngài suốt đời lo tu tập, không có tranh giành hoặc là tranh luận gì với ai hết. Thành ra đó, cái cuộc đời của ngài giống như là mình thấy rất là thanh thản. Thì chúng tôi kể lên những cái tấm gương của các vị trưởng lão ngày xưa cũng như ở thời nay đó, thì quý vị thấy rằng là đối với cái năng lực mà tu tập, thật sự ra mình có một cái năng lực tu tập đàng hoàng thì luôn luôn lúc nào mình cũng được cái sự nêu cao. Thì thật sự ra không phải là mình ham cái danh được nêu cao gì hết, nhưng mà cái đó nó cái trạng thái đó nó thật sự là nó như vậy, thành ra tự nhiên có cái quả báo như vậy. Ví dụ như quý vị thấy rằng đối với những người mà người ta giữ giới, thật sự ra người ta không khoe, nhưng mà cái quả báo của cái người giữ giới là như thế nào, xuất hiện ở hội chúng nào, cái người đó cũng có cái sự giản dị, có cái sự giản dị. Thành ra ở đây thì chúng tôi muốn mượn cái điều đó, chúng tôi nói rằng là đối với cái sự tu tập đó, thì nếu mà có cái sự thanh tịnh, thật sự thanh tịnh, thì khi mà mình đi đến cái hội chúng hoặc là mình xuất hiện ở nơi đâu thì lúc nào cũng được nêu cao, giống như là một cái vị mà đại diện cho những cái bậc mà diệu hành, những cái bậc trực hành, những cái bậc như lý hành, những cái bậc chân chánh hành như vậy đó. Đây là những cái ý con xin được đóng góp qua cái câu thảo luận của Thượng Tọa đã nêu. Bây giờ con xin được dứt lời, con thỉnh Thượng Tọa trở lại. Sao thủ cái chân để cho pháp tính. Siêu Nguyên Thông có mặt ở trước máy và có nghe được không? Nếu được thỉnh Siêu Nguyên Thông Hoa Kỳ đóng góp ý kiến cho cô thảo luận số 4. Siêu Nguyên Thông, nếu khi chúng ta đọc đoạn đầu của bài kinh hôm nay đó, và đưa ra một câu hỏi rằng sống giản dị một cách lợi lạc, và sống giản dị một cách lợi lạc đúng nghĩa theo Phật pháp đó, thì chúng ta nên hiểu như thế nào? Kính thỉnh Siêu Nguyên Thông. Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con tuân lệnh sư phụ góp ý cho câu thảo luận số 5, hỏi rằng sống giản dị một cách lợi lạc theo Phật pháp được hiểu như thế nào? Kính thưa sư phụ, trong giáo pháp của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thì kinh nếp sống mà giản dị, tức là nếp sống không có tham lam, không có cầu kỳ, nếp sống đúng với chánh pháp, là nếp sống đó mà trong đó cái người hành giả đó, cái tâm luôn luôn là ở trong cái tâm vô tham, vô sân và vô si. Vì sống cái tâm vô tham, vô sân và vô si đó, cho nên cuộc sống của người hành giả đó, tức những tỳ kheo đó, chỉ là một cuộc sống mà trong cái sự tiêu dùng của họ đó, sự ăn uống của họ đó, thì chỉ ăn thức ăn đạm bạc để mà nuôi sống cái thân mà thôi. Thì để mà nuôi sống cho cái thân còn có thể tồn tại, để dùng cái thân đó mà làm những cái thiện sự, cũng như là Đức Phật có giảng dạy là một người bán hoa dùng cái những cái cành hoa nhỏ, những bông hoa nhỏ đó để mà kết thành những tràng hoa lớn. Thì cái người tu hành ta dùng cái thân vô thường này mà để thực hành những cái thiện sự,
đó là đem lợi cho lợi lạc cho cái đời sống tinh thần của người hành giả đó. Vì vậy cho nên cái kiều kỳ, cái kiểu cách, cái xa hoa là không thích hợp cho đời sống của một người chân chánh tu hành. Mà đời sống của một người chân chánh tu hành là chỉ đi khất thực xin ăn đó. Vì vậy cho nên một đời sống mà gương mẫu tốt đẹp của một người hành giả đó là một đời sống giản dị trong cái lối sinh hoạt, để mà để nuôi dưỡng cái tấm thân của họ, để mà có cái tấm thân còn sống đó để mà thực hành cái thiện sự, tức là để tu hành. Mà tu hành đó cái điểm quan trọng là bốn niệm xứ: quán, thân, thọ, tâm, pháp. Mà người mà có nhiều của quán, thân, thọ, tâm, pháp thì thấy rằng cái thân, thọ, tâm, pháp là không phải là của mình, là những đồ ô nhiễm, bất tịnh và vô thường. Và vì vậy cho nên càng thực hành cái giáo pháp của Đức Phật thì đời sống giản dị của người tu sĩ đó, hoặc là Phật tử hay là tu sĩ, thì họ thấy rất là lợi lạc. Và đời sống đó là không có cần đòi hỏi phải làm việc cực nhọc để có tiền, để có đời sống mà nó xa hoa xa xí như những người giàu có ở trần gian. Mà đời sống đó là một đời sống thanh đạm, đạm bạc, để mà thực hành những cái giáo pháp mà Đức Phật Thích Ca Mâu Ni truyền dạy. Chính thưa sư phụ, đó là cách nghĩ của con, là đời sống giản dị là một đời sống có nhiều thời gian để tu hành. Không có, thí dụ như là tại sao là người hành giả đó phải cạo đầu? Cạo đầu tức là không cần phải là phải đi hất tóc để mà làm cho đẹp, vân vân. Cho nên là đời sống của một người tu sĩ trong Phật giáo là đời sống dùng nhiều thời gian để quán tưởng, để hành trì giáo pháp mà Đức Phật Thích Ca đã dạy, để có thể chấm dứt cái sanh tử luân hồi của mình. Và vì vậy cho nên đời sống đó phải là một đời sống giản dị, không có kiêu kỳ phức tạp. Đó là lời suy nghĩ của con. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con cung kính thỉnh mời sư phụ trở La Mai để giảng dạy thêm những điều mà con nói chưa đúng. Và con chân thành tri ân chư vị đã lắng theo nghe. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con thỉnh mời sư phụ trở La Mai. Sa thú kính chân sư Nguyên Thông. Thưa quý vị, còn vài giây phút sau cùng của chương trình hôm nay, chúng tôi xin được tiếp lời với chị Tăng để chia sẻ một vài suy nghĩ về bài kinh này. Năm 1992, chúng tôi có được dịp dự một ngày ở trong tang lễ của Ngài Ajahn Chah. Lúc bây giờ có hơn 1.000 vị sư về, và điều đặc biệt là những vị sư này là những vị tu theo truyền thống Lâm Đăng, tức là những vị sống trong rừng, và đều là đệ tử Ngài Ajahn Chah. Thưa quý vị, chư tăng về hơn 1.000 vị rất là đông, và quý Phật tử ở Ubon và tăng Bangkok, như nhiều tỉnh lân cận cũng kéo tới vì lòng thương kính đối với Ngài Ajahn Chah. Điều mà chúng tôi rất là xúc động là mặc dù Ngài đã chút hơi thở cuối cùng, nhưng mà cái quy đức của Ngài cũng như cái sự dạy dỗ của Ngài đã để lại một hình ảnh rất là đẹp. Hình ảnh đó là chư tăng cán hơn 1.000 vị về, nhưng mà chúng tôi không thấy có cái chuyện lăng xăng hay là náo động ồn ào, hay là có những vị muốn chứng tỏ là mình là chức này địa vị kia, mình làm lớn hay mình phải được cái này được cái khác. Một số các vị trưởng lão đó thì được thỉnh ở trong những cái am thất có sẵn, và một số khác là phần lớn những vị còn lại thì ở trong những cái court. Những cái court tức là những cái lều mà chư tăng hành đầu đà đi đâu mang theo,
Và Quách Đổng Pháp Phong là một ngôi chùa rộng có rất nhiều cây. Nhìn hình ảnh Chư Tăng đi khất thực một cách rất trang nghiêm, thọ thực một cách rất là trang nghiêm, về sống ở trong một chiếc lều rất là giản dị, rất là trang nghiêm, không nói năng ồn ào. Nếu vài ba chục vị thì không nói, nhưng mà cả ngàn vị, nhưng mà không khí rất là thanh tịnh, rất yên lặng. Những lúc đó chúng tôi thấy rằng thật ra rất là xúc động. Và chúng tôi nghĩ đến hình ảnh khi Đức Phật còn tại thế. Đức Phật Ngài có những khi Ngài dẫn theo 1,250 vị tỳ kheo đi, nhưng mà không có chen lớn, không có ồn ào, không có lời quả tiếp lại. Thật ra hình ảnh rất là đẹp. Ở đó nói lên một cái gì tuy rất giản dị nhưng mà rất là sâu xa, rất là ý nghĩa. Nhiều lúc người ta nghĩ rằng cái cống hiến lớn của mình cho cuộc đời đó là tiền bạc hay là danh tiếng địa vị vân vân, nhưng mà ít khi chúng ta nghĩ rằng một ở trong những sự cống hiến lớn trong cuộc đời đó là sự thanh tịnh, đó là sự yên lặng. Quý Phật tử cứ nghĩ rằng ví dụ Chư Tăng vào trong room ở đây sinh hoạt cùng với quý Phật tử, mà người thì nói câu này, người nói câu kia, lời qua tiếng lại, thì thật ra chúng ta không có một lớp học đúng nghĩa với tinh thần Phật Pháp. Nhưng mà chúng ta vào đây thì vị nào làm giảng thì giảng, vị làm chúng thì chúng, vị nào tham dự thì tham dự, cần thì chúng ta nói, nói một cách vừa đủ, nói một cách vừa phải. Thì thứ vị là cái gì rất là đẹp. Cái đẹp ở đây không phải là mình nói hay, nói giỏi, nói nhiều, nói lớn, mà cái đẹp ở đây đơn thuần là mình biết tự chế, mình biết sống cách vừa phải với chính bản thân của mình. Thật ra thì con người của chúng ta, thưa quý vị, thường sống bằng một cái tâm rất là manh động, rất là náo động. Ít khi chúng ta đánh giá cao, đánh giá đúng sự thanh tịnh nội tại, cái giá trị của sự yên lặng. Nếu mà kể dạy rằng chỗ nào mà suối nó cạn thì nó ồn ào, chỗ nào suối nó sâu thì nó chảy một cách lặng lẽ, yên ắng, lặng lẽ. Thì một người mà có cái đời sống chiều sâu của nội tâm thì không gần nhất thiết phải vỗ ngực xưng tên, xưng tên hay là thóa mạ người này, chỉ trích người kia. Không cần phải như vậy. Rất đơn giản là buổi sáng thức dậy, thức dậy với một tâm tư rất là viên mãn, đầy ắp, không có náo động, không có manh động, không cần thiết phải lăng xăng. Nó không cần thiết phải như vậy. Con người mà lăng xăng ồn ào đó thì thường thường là một nội tâm bất an, một nội tâm không an lạc, một nội tâm không hạnh phúc. Vì vậy chúng ta nhớ lại những hình ảnh một vị du sĩ ngoại đạo đến gặp Đức Phật, mình nhìn thấy Chư Tăng ngồi chung quanh Đức Phật một cách thanh tịnh, vì được hỏi tâm hoan hỷ. Một vị vua như vua A-xà-thế đến nhà của ông Chi-va-ca, khi mà đèn đuốc được thắp lên, thấy Đức Phật và Chư Tăng ngồi trang nghiêm, ông phát tâm hoan hỷ. Hoan hỷ rất là đặc biệt, mong cho thái tử thân yêu cũng có được như vậy. Thì thưa quý vị, đối với chúng ta sống trong cuộc sống này, một trong những món quà, một cái tặng vật có ý nghĩa nhất của cuộc đời, nhiều khi không phải là vật chất, không phải là cái gì lớn lao, mà nhiều khi chỉ giản dị, đơn giản, vô hại là một quà tặng lớn nhất. Mà chúng ta phải quên mẫn đi điều đó. Sống giản dị,
sống vô hại là một lối sống rất đẹp mà chư vị thánh nhân đã ban bố cho cuộc đời này. Phần còn lại của bài kinh hôm nay, Đức Phật đặc biệt đề cập đến một lối sống có lợi cho người và lợi cho mình. Không làm khổ người, không làm khổ mình. Điều đó sẽ được giảng giải rộng rãi vào ngày thứ sáu đến đây. Xin được kết thúc chương trình sinh hoạt hôm nay của Rung Phật Pháp Bồ Đề Ma. Kính chư chư vị giảng sư đã vào Rung để thuyết giảng. Đảnh lễ quý ngài. Thân chào tạm biệt quý Phật tử. Kính chúc tất cả một ngày an lành, một đêm an lành. Hẹn gặp lại trong chương trình ngày mai. Nam Mô Bụt Thầy. Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, con Liên Nguyên Thông xin được thay mặt đại chúng trong Rung, chúng con kính tri ân chư tôn đức đã mở lòng bi mẫn giảng dạy Phật Pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn và dìu dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập hậu mong đam lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thính Pháp. Kính cảm ơn quý vị chủ nhiệm Ops Sứ Ngôn Viên đã yểm trợ cho các thành phần trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư tôn đức thân tâm thường lạc, Phật sự viên thành. Kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta hồi hướng nguyện công đức đã làm, kết duyên lành giải thoát. Nguyện hồi hướng chư thiên hàng thiện thần hộ pháp. Nguyện các bậc hữu ân đồng thừa tư công đức. Nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam Mô Bụt Thầy.